Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để mình xem màn hình. Không biết mọi người có thấy cái màn hình của mình không ạ? Vi có thấy màn hình của Đây Kelly được rồi. không? Ok, rồi. Ok, xin chào mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết, cái chủ đề hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ mang tên Ủa em, giữ khách hàng sao em? Thì nếu mà mọi người đã từng làm những công việc liên quan với khách hàng hay là đối tác bên ngoài hay thậm chí là nội bộ, mà mỗi lần nghe cái chữ Ủa em là thấy sợ rồi đúng không? Đổ mồ hôi hột. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng diễn giả của chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn về cái câu hỏi kinh điển này và có những cái thứ cái điều gì quan trọng quay quanh về cái chủ đề làm việc với khách hàng. Đây là cũng là một cái workshop đầu tiên trong năm 2022 của GL Community, nên rất là vui mọi người đăng ký tham gia cũng như là có mặt có hôm nay. Hôm nay thì mình một chút nữa mình sẽ đi sâu vào cái phần giới thiệu diễn giả, nhưng mà trước tiên là chắc Nghi cảm ơn Vi Vi là diễn giả của ngày hôm nay đã đồng ý đến để tham gia chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cái chủ đề này ha. Thì trước tiên vô phần gọi là chia sẻ thì mình đi nhanh một chút xíu giới thiệu rồi để mọi người biết đăng ký cái chương trình này thì Deal Community là gì, hoặc là có người đã biết rồi thì muốn chia sẻ lại cho mọi người biết là Deal Community là gì. Thì Deal Community thực ra thì mới đầu vô bắt đầu bằng một cái sự khởi đầu rất là khiêm tốn, là một cái podcast thôi, chia sẻ câu chuyện về tác động xã hội của những người trong cộng đồng. Nhưng mà sau đó càng ngày Deal Community thì rất là may mắn nhận được cái sự hỗ trợ của nhiều người đồng đồng hành và cũng như ủng hộ, cho nên càng ngày càng phát triển lên thêm. Thì Deal Community tạo ra với một cái sứ mệnh là muốn cung cấp những cái nội dung và những cái thông tin trải nghiệm hữu ích để giúp người trẻ tìm thấy được cái tiềm năng của chính mình và có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa. Bởi vì tụi mình tin rằng á, là những người trẻ không cần phải hy sinh giữa thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc. Thì nếu mọi người có theo dõi những cái tin tức gần đây thì chắc mọi người cũng có đọc được những cái tin khá là đau lòng, ví dụ như câu chuyện của một cái cậu bé mà lớp 10 ở ngoài Bắc đã nhảy lầu khi mà bị áp lực về việc học. Thì đây là những cái hồi chuông khá là quan trọng để mình nhìn lại được là thật ra thì cuối cùng cái việc học hay cái việc mình đi làm nó thật sự có ý nghĩa gì, mục tiêu là gì, hay chỉ đơn giản là mình đi làm vì người ta buộc mình đi làm hay là vì một cái áp lực nào đó bên ngoài mình. Thì Build Community với sứ mệnh từ ban đầu và tới bây giờ vẫn giữ như vậy, là tụi mình tin rằng á, là chúng ta không cần phải nhất thiết chọn lựa giữa hạnh phúc và sự phần hạnh phúc cá nhân và sự nghiệp của cá nhân, tại vì mỗi người chúng ta ai cũng phải có một cái công việc đúng không, để có thể đóng góp hay là có thể tạo ra cái thu nhập lo cho mình, lo cho gia đình. Thì cái đó là một điều rất là gọi là bình thường, nhưng không có nhất thiết chúng ta phải hy sinh cái hạnh phúc của mình để có được sự thành công cho sự nghiệp đó. Chúng ta có thể tìm được một cái công việc mà thứ nhất chúng ta cảm thấy thích, chúng ta cảm thấy nó có ý nghĩa và chúng ta cảm thấy nó có giá trị để mà chúng ta có thể nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình. Đó, và từ đó từ cái hạnh phúc đó chúng ta còn có thể làm thêm những cái công việc ý nghĩa khác và có giá trị khác. Đó, thì đây là cái sứ mệnh mà xuyên suốt của DOC, Deal Community, và tất cả những nội dung, những chia sẻ, mọi cái webinar, mọi cái workshop nó đều xoay quanh về cái mục tiêu này. Thì ngoài ngoài những cái nội dung về giới trẻ thì Deal Community cũng có cung cấp những cái gọi là những cái nội dung về tác động xã hội, dịch vụ nội dung về tác động xã hội cho các tổ chức phi chính phủ, các công ty mà hướng về câu chuyện là kể những cái câu chuyện tác động xã hội của họ đến cộng đồng, thì xoay quanh vẫn là những cái câu chuyện tác động xã hội. Cho nên nếu mà mọi người có quan tâm nhiều thêm về những cái dịch vụ này thì cũng có thể liên hệ với lại Geo Community ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái phần giới thiệu ngắn hôm nay để mọi người hôm nay nếu mà chưa biết về Deal Community thì cũng có thể hiểu thêm một chút xíu. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phần chính của chương trình, chính là cái buổi chia sẻ của Vi hôm nay. Thì chắc đầu tiên là sorry, có một phần mình hơi bị thiếu, chính là cái lý do mà có cái buổi webinar hôm nay là nó cũng liên quan về cái chủ đề mà Deal Community chọn năm nay. Thì cái chủ đề mà Deal Community nghĩ ra là chủ đề mang tên là thử thành thật. Thì thử thành thật là gì, nó cũng có cái hai nghĩa, một cái á, là thử một cách rất là thành thật, hai á là thử biết đâu sẽ thành thật. Tại vì tụi mình biết rằng là khi mà làm với các bạn trẻ thì tụi mình biết rằng có nhiều người cũng có những cái áp lực về công việc, ví dụ như là
bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn thì không biết công việc nào nó tốt hay là nó phù hợp với mình. Thì với cái triết lý của Deal Community thì mọi người tin ra, tụi mình tin rằng đó là chỉ cần mình phải cố gắng, mình thử nghiệm, mình phải luôn bước qua cái vùng an toàn của mình thử thử cái công việc đó hay là cái một cái bộ môn nào đó hay một kiến thức nào đó thì mình mới thật sự biết được mình có phù hợp với nó hay không, và thậm chí có thể là nó không phù hợp thì mình có thể chọn một cái công việc khác phù hợp hơn. Thì mình nghĩ cái tinh thần đó nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hiểu về bản thân mình hơn và thật sự biết được là mình thích cái gì mà mình không thích cái gì. Đó là lý do tại sao mà Deal Community tạo ra cái chủ đề thử thành thật, và cũng là lý do mà mình làm cái webinar về cái kỹ năng đầu tiên, công việc đầu tiên là quản lý quan hệ khách hàng, là có Vi chia sẻ hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Dear Community. Ok, bây giờ quay vô phần chia sẻ chính ha. Thì chắc mọi người nếu mà có đọc về thông tin về chương trình thì chắc có biết sơ về Vi. Thì thật ra cái mối quan hệ giữa Tuyền và Vi là cũng khá lâu rồi đó, cũng gần 90 năm đúng không? Từ cái thời mà Tuyền trước khi làm với lại tổ chức phi lợi nhuận là đã gặp với Vi và làm với Vi rồi. Lúc đó là Vi đang làm cho một cái tổ chức gọi là Enable Court. Thì câu chuyện công việc của Vi rất là thú vị, thì mình sẽ không mất nhiều thời gian mà mình sẽ nhường sân khấu lại cho Vi để Vi có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình nhanh thôi, rồi mình đi sâu hơn về cái hành trình của Vi một chút nữa ha. Vi ơi. Rất là cảm ơn Tuyền và cảm ơn D Community đã mời Vi đến chia sẻ tại cái buổi webinar này. Và thật ra khi mà Vi nhận được cái lời mời của Tuyền á, và với cái tiêu đề nó thật sự là nó quá hấp dẫn đi, cho nên là không thể nào mà say no được. Ngoài ra thêm một cái nữa, giống như là Tuyền và Vi đã từng làm cùng với nhau ở ở ở ở gọi là hai cái công ty gọi là sister company, cho nên là quá thân để mà reject cái cô bạn dễ thương này. Cũng rất là vui hôm nay được gặp các bạn ngày hôm nay, và hy vọng là cái buổi chia sẻ của Vi nó somehow nó cũng sẽ bổ sung hoặc là nó có value gì đó đến cho các bạn. Ok, Vi chia sẻ khiêm tốn vậy thôi chứ thực ra Vi bây giờ làm những việc rất là hay nha. Ví dụ như mình có chia sẻ sơ về cái công việc đầu tiên mà mình biết đến Vi là làm cho công ty Enable Code, thì là một cái công ty khá thú vị, là hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật để có cái công ăn việc làm liên quan việc công nghệ, training cho các anh chị mà người khuyết tật á, công việc về công nghệ để có thể gọi là thứ nhất là tự nuôi sống được bản thân của mình và cảm thấy mình mang lại cái giá trị cho xã hội. Thì trước đó là cái vai trò của Vi là quản lý operation manager, quản lý điều hành đúng không? Và sau này là Vi phát triển mạnh hơn nữa là còn là quản lý cả một cái team đội ngũ rất là lớn, ví dụ như là trước đây là 8 người nhân sự full time đúng không, và cả 50 người part time, và Vi là cái người kiểu như là đứng ở giữa để điều phối cái công việc giữa cái anh chị người khuyết tật làm ra cái sản phẩm với khách hàng mà họ nhận cái sản phẩm đó. Thì một chút Vi có thể chia sẻ sâu hơn về cái trải nghiệm đó của mình. Ngoài ra thì sau đó Vi đã bắt đầu được gọi là thay đổi cái vị trí mới, là hiện tại đang là country manager của công ty Cloud Kinetic, thì là một cái công ty về phần mềm cũng đang phát triển rất là mạnh ở Việt Nam, và hiện tại đang là quản lý phòng sale khoảng 5 người nè, rồi chịu trách nhiệm phát triển sale, phát triển thị trường. Ngoài ra đúng là tinh thần cộng đồng rất là mạnh ha. Vi còn là giám đốc điều hành của một cái cộng đồng khá gọi là sôi nổi. Đó chính là cái cộng đồng CIO, là cộng đồng chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, các anh chị chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là một chút gọi là sơ lược về tiểu sử cũng như là cái những cái công việc mà Vi Vi từng đảm nhận, thì một chút mình sẽ nhờ Vi chia sẻ thêm cái hành trình của mình ha. Ok. Đây đây là cái hành trình của Vi đây. Cho nên là hỏi trước một chút xíu đây. Cái câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi Vi để Vi có thể dùng cái cơ hội này để chia sẻ với mọi người ở đây là cái cơ duyên nào mà dẫn Vi đến với cái công việc quản lý về khách hàng, tức là điều gì đấy, chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của Vi để dẫn Vi đến ngày hôm nay. Nếu mà nhìn lại cái journey journey hơn 10 năm trước thì Vi cũng không nghĩ là mình sẽ gọi là có tí gì liên quan đến cái câu chuyện là quản lý khách hàng hay là chăm sóc khách hàng đâu, hay là làm trong bộ phận sale đâu. Thì như các bạn cũng thấy á, là cái năm 2010 là cái tấm hình đầu tiên, hồi đó là sinh viên đại học nhìn cực kỳ khác đúng không, rất là ngây ngô và giống như là một 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 con mọt sách cầm cầm sách đi đến trường. Thì hồi đó là Vi học ngành kế toán và tài chính theo theo kiểu typical
của những gọi là mẫu gia đình, đó là con cứ đi làm kế toán đi, con cứ đi làm học tài chính đi, sau này về làm ngân hàng và làm kế toán, thì lúc đó là cái công việc của con sẽ rất là nhàn hạ, rồi đến đến tuổi thì lấy chồng sinh con và mình sẽ đồ đạc mọi thứ. Thì đó là cái con đường mà ban đầu là ba mẹ Vy vẽ ra cho Vy hồi cách đây hơn chục năm. Thì khi mà mình học kế toán tài chính mà mình đi về mình cũng phải lên làm đúng ngành một tí đúng không, thì lúc đó là Vy đầu quân vào làm kiểm toán viên cho công ty Ernst & Young, một trong những big four rất là hoành tráng hồi đó. Bây giờ ai giống như là dream của tất cả các bạn sinh viên khi mà tốt nghiệp ngành kế toán tài chính là phải vào big four KPMG, PwC, EY đấy. Đấy thì Vy vào Vy làm trong đó được 3 tháng, làm intern hồi 3 tháng. Nhưng mà sau khi mà làm intern ra thì nhận ra một điều là cái cuộc sống của mình nó chỉ xoay quanh cái câu chuyện là mình đi khách. Mình đi về công ty thì mình lại cúi đầu vào tài liệu, mình phải làm sổ sách, mình phải làm báo cáo. Và trong suốt 3 tháng đó thì tất cả những bạn bè mà Vy quen nó gói gọn trong cái team cái nhóm thực tập 30 người. Và hồi đó cũng suy nghĩ hơi cũng thiện cảm một tí, đó là Vy có một cái rule đó là sau này nếu mà mình có lấy chồng á thì mình cũng không được lấy người cùng công ty. Tại vì lấy người cùng công ty là đi về nói chuyện gì với nhau. Và mình thấy có một cái trend là tất cả các anh chị hồi đó đa số là nhiều khi họ lại cưới nhau, cho nên rất là sợ. Sợ đến mức mà thôi mình phải đi về mình kiếm một cái công ty khác để mình làm. Mặc dù hồi đó về mặt branding và mọi thứ công ty này rất là ổn. Thì cơ duyên nó dẫn Vy đến gặp một người bạn có giới thiệu Vy đến gặp anh Colin, tức là founder của Enable Code, công ty Enable Code mà Kelly mới, mà Tuyền có chia sẻ đó. Thì hồi đó về là Vy làm cho ảnh là kế toán nội bộ, mình học nước ngoài về cho nên mình cũng có tí tiếng Anh. Rồi thế là ảnh vào làm giống như là thật ra là phải là kế toán mà giống như là trợ lý thì đúng hơn, làm tất cả mọi thứ. Thì khi mà ảnh thành lập ra cái công ty Enable Code tuyển dụng các bạn người khuyết tật đã làm trong mảng công nghệ thông tin, mình cũng có tiếng Anh thì mình hỗ trợ các anh chị phiên dịch để mà hiểu được cái yêu cầu dự án từ phía khách hàng đó là cái gì. Và vô hình chung nó dẫn đến một cái bước đó là mình luôn luôn phải involve vào tất cả các hoạt động của công ty, đặc biệt là khi mà có khách hàng là người nước ngoài. Và mình có được những cái cơ hội tiếp xúc với khách hàng, tiếp xúc với những đồng nghiệp gọi là của khách hàng mà cái sản phẩm của bên Enable Code cung cấp. Cho nên là cảm giác thấy là mình đi làm thì lúc nào nó cũng có cái mới hàng ngày, thấy thích thú hơn là làm kế toán một ngày như nhìn vào máy tính là 24 tiếng hơi quá, 8 đến 10 tiếng. Thì tự dưng thấy bắt đầu là mình thấy cuộc sống của mình nó năng động hơn, nó sinh động hơn. Và dần dần là mình chuyển qua từ cái vị trí là project coordinator đến project manager, và sau này là operation manager, chịu trách nhiệm về gọi là đảm bảo là những cái dự án mà các bạn ở công ty đưa về các bạn sẽ deliver được theo cứ như cái expectation của khách hàng. Và sau này thì Vy nghĩ nó là một cái duyên, nó là một cái duyên mà dẫn Vy đến cái câu chuyện là từ operation chuyển qua công ty hiện tại là mình làm country sales manager, chịu trách nhiệm về quản lý một bộ phận sales, phát triển thị trường cũng như là cung cấp sản phẩm. Gọi là nói nôm na đó là mình đi bán hàng. Và cái cơ duyên đó nó last đến tận bây giờ là mình vẫn còn đi bán hàng. Wow, ok, vậy là trước đây là tỉnh là trở thành một người kiểm toán gọi là rất là tập trung vào những con số đúng không? Cũng là con số đó thiên là về công việc máy tính nhiều hơn. Và sau này cơ duyên khi mà có cơ hội được biến đến Enable Code thì bắt đầu Vy vai chạm nhiều với cái công việc làm việc với khách hàng nhiều đúng không? Thì nghĩ có lẽ cũng như là có vẻ như là một cái gì đó nó gần gũi với Vy nhiều hơn, là cho nên cái thời điểm mà Vy làm công việc kiểm toán thì Vy cảm thấy có một cái gì đó nó hơi thiếu. Vy có cảm thấy vậy không? Thật ra trước đây ông bà mình hay nói là giống như là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề á. Cho nên là khi mà mình làm như vậy, mình qua rất là nhiều cái công việc khác nhau tại nhiều công ty khác nhau, thì mình realize được bản thân mình thật sự mình là con người như thế nào, tính cách của mình là như thế nào. Và khi mà nhìn lại giống như là một cô gái mà mặc áo trắng và đóng thùng sau đó đeo kính đi làm kiểm toán thì nó không phải là con người của mình nữa. Đấy. Yeah, right. Tôi nghĩ cũng thú vị ha, cái chuyện mà nghề chọn người hay người chọn nghề á. Thực ra thì tôi nghĩ là thực ra cái công việc đôi khi nó đến với một cái duyên nữa. Mà nếu như Vy không vô tình biết đến Enable Code thì có thể là Vy không bao giờ biết đến cái mảng sale này, mà có thể là Vy tiếp tục với công việc kiểm toán của mình đúng không? Có bao giờ Vy nghĩ là Vy nói ôi trời, nếu như mà tôi không đến Enable Code thì hoặc là không mở ra cơ hội đó thì biết đâu bây giờ tôi đang làm kiểm toán viên chuyên nghiệp hay là quản lý rồi.
Cũng có thể nó là một cái định hướng hoàn toàn khác, và nếu như lúc đó mà quyết định vẫn vẫn ở công ty kiểm toán liên quan thì đến bây giờ là mình vẫn stick theo cái nghề đó nha. Ok, good. Cảm ơn Vi hay một cái hành trình rất là hay từ tóc đen sang tóc vàng ha. Và từ liên quan về những con số máy móc thì bây giờ chuyển qua những cái con số liên quan về con người rất là nhiều. Bây giờ Tiền sẽ muốn hỏi một chút xíu liên quan về cái chủ đề hôm nay chúng ta nói về kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng. Thì hiện tại thì chúng ta có thể đọc trên mạng rất là nhiều về thế nào là quản lý khách hàng, quản lý mối quan hệ khách hàng như thế nào, lý thuyết về sale như thế nào. Nhưng mà để biến những cái kiến thức đó thành kỹ năng á thì nó dễ không, nó khó không, và Vi sẽ thực hành đó bằng cách nào? Cảm ơn câu hỏi của Tuyền. Thật ra khi mà mình nói đến cái nghề bán hàng, giống như là mình có một cái sản phẩm mình đi bán cho người ta, đúng không? Hay là mình đi bán cho một doanh nghiệp nào đó, thì nói là ok, tôi cầm ra một cái ly xong tôi ra ngoài kia tôi bán thì nghe nó có rất là dễ dàng. Nhưng mà để mà mình trở thành một người bán hàng thành công thì có rất là nhiều thứ mình cần phải consider. Chắc là nhờ Tuyền chuyển qua cái slide tiếp theo giúp Vina nha. Chờ tiện xíu, tiện mình sẽ dùng cái slide bên đây đi. Ok. Rồi, cái điều đầu tiên mà Vi muốn chia sẻ với các bạn á, thứ nhất ở trên cái slide này đó là bạn là một người sale như thế nào. Có rất là nhiều nhiều gọi là nhiều loại nhân viên bán hàng khác nhau tùy theo cái tính cách và cái kỹ năng của mỗi bạn. Thì ở trên cái slide này á, Vi Vi để ra năm loại. Lý do vì đã ra năm loại như thế này để làm sao mà hy vọng là có thể giúp được các bạn realize được bản thân mình là ai trong cái việc trong cái ngành mình đi bán hàng. Tại vì có rất là nhiều người họ có thể chốt số rất là nhanh, nhưng có những người khác họ lại giữ chân khách hàng được tại công ty nha, lâu hơn cái người kia chẳng hạn. Thì ở trên này mình sẽ có năm loại. Thứ nhất là hard worker, mình có challenger, mình có relationship builder, mình có lone wolf, mình có problem solver. Và cái người hard worker giống như là họ làm việc rất là siêng năng, họ rất là chăm chỉ và họ không bao giờ từ bỏ một cái công việc nào để mà họ đạt được cái mục đích của họ. Họ tự động viên bản thân, họ tự motivate bản thân họ và họ mong muốn nghe được rất là nhiều những cái feedback từ người khác, từ sếp của họ, từ phía khách hàng của họ để mà họ develop được cái skill và cái kỹ năng bán hàng của họ. Cái người challenger là cái người mà luôn luôn có những cái view nó khác. Có nghĩa là khi mà bạn bạn đi đến bạn gặp khách hàng đúng không, hay là bạn nói chuyện với sếp của bạn hay là đồng nghiệp của bạn, thì somehow cái view của bạn là bạn luôn luôn muốn challenge lại người đối diện. Khách hàng nói là cho tôi đang gặp vấn đề này và tôi nghĩ là cái giải pháp CRM này nó sẽ là phù hợp với công ty của tôi, nhưng bạn challenge lại người khách hàng đó và bạn nói là cái CRM này có thể là nó phù hợp 50%, nhưng mà để đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp á, thì anh phải cần cái CRM này nó sẽ đáp ứng được 90% chẳng hạn. Và họ rất là thích tranh luận ở đây không phải là tranh luận một cách negative, một cách tiêu cực, mà tranh luận một cách tích cực để đưa ra một cái giải pháp nào đó phù hợp cho khách hàng của họ. Relationship builder là một người mà xây dựng các mối quan hệ đúng không? Ví dụ như là hồi trước giờ thấy Tuyền rất là hay đi event, rất là hay đi networking, và Tuyền là một người mà Vi nhận thấy là bạn build cái relationship của bạn cực kỳ tốt đúng không? Thì tại vì somehow từ cái relationship đó mình có thì mình mới có được một cái trust từ phía khách hàng, mình get along và mình luôn luôn thân thiện với mọi người, và mọi người khi mà mình tư vấn một cái gì đó hoặc là mình sharing một cái gì đó thì mọi người cảm thấy là à, cái này là cái bạn mà mình có thể tin tưởng đây. Nếu mà bạn recommend hai cái sản phẩm này thì mình nên thử hai cái sản phẩm này để mình chọn một trong hai, apply cho doanh nghiệp của mình chẳng hạn. Cái loại thứ tư là cái lone wolf. Lone wolf là những người mà thông thường là họ sẽ work một mình, họ sẽ prefer là họ làm một mình để mà họ đóng được cái deal đó, và họ cũng khó, không phải là khó để mà teamwork, nhưng mà cái đó là cái mà họ prefer ha, họ tự lập để họ làm một mình để achieve cái kết quả nào đó. Cái problem solver là cái người đi xử lý vấn đề. Thì cái người đi xử lý vấn đề này họ sẽ work rất là good trong một cái team mà có những cái issue, và họ sẽ đưa ra những cái solution cho những cái issue đó, làm sao cái team của họ sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì đây là năm cái loại sales person mà Vi thấy là nó khá là phổ biến trong cái ngành kinh doanh bán hàng, chăm sóc khách hàng của mình. Thì cái mà Vi đưa ra là Vi mong muốn nếu như mà các bạn chưa có
dành thời gian để ngồi reflect lại cái bản thân của mình, tính cách của mình cũng như là kinh nghiệm và kỹ năng của mình đang có, thì bạn nên 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 dành ra thời gian để làm cái này. Tại vì khi mà bạn làm cái này á, nó sẽ bổ trợ cho bạn biết được là mình là con người như thế nào, mình cần bổ sung những cái kỹ năng như thế nào, và những cái kỹ năng đó sẽ giúp bạn chốt được rất là nhiều điều trong tương lai. Nhờ Tuyền qua cái slide số 2 giúp Vi nha. Ok. Bây giờ trước khi mà qua cái slide số 2 thì muốn hỏi nhanh mọi người để làm tương tác ha. Thì nếu mà mọi người có trong phòng hôm nay thì mọi người có thể thử tap vô cái chat thử xem nếu như mình định hình mình là cái người sale như thế nào thì có thể là viết vô cái chat để mọi người cùng làm quen với nhau. Thì với Tuyền giống như Vi nói, thực ra Tuyền khá hướng về cái phần relationship builder rất là nhiều. Nhưng mà không biết là cái này nó có phải là mình phải chọn một không, hay là có thể đôi khi mình là người này và đôi khi mình là người kia ha Vi ha? Thật ra ideally là không, nếu mà mình cả là năm người á, thì càng tốt. Tại vì trong mỗi tình huống thì cái tính cách của mỗi người nó sẽ bổ trợ được một trong những cái câu chuyện nào đó. Trong business, ví dụ như cái công việc mà sale đang làm đi, thì nó sẽ có ba loại. Một loại là inbound, một loại là outbound và một loại là farming. Inbound ở đây có nghĩa là bạn sẽ nhận được những cái lead từ phía team marketing, phòng từ phía partner đổ về để mình đi qualify, mình đi quan hệ để mình tạo ra những cái deal để mình chốt cái hợp đồng với họ. Cái outbound là cái mà mình phải tự đi hunting, tự đi tìm khách hàng. Còn đối với farming á, là cái mà mình đã có khách hàng rồi và bắt đầu mình farming họ, mình maintain cái relationship để mình cross sell, mình up sell. Thì đối với những người mà như farming, đối với cái loại mà farming thì Vi nghĩ là cái relationship builder nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà họ đã dùng sản phẩm của mình thì mình phải chăm sóc họ một cách nào đó để mình build được cái trust nó càng ngày nó càng cao. Thì khi mà càng ngày nó càng cao như vậy, nó rất là dễ cho mình cross sell. Ví dụ như là mình đi mua một cái váy đi, cái bạn sale đó cực kỳ vui tính, cực kỳ thân thiện, bạn tư vấn cái nào là ra đúng cái đó, thì Vi sẽ always come back lại mua cái váy thứ hai, cái váy thứ ba. Nhưng mà nếu như mà một cái công ty mà nếu bạn đó là chuyên phải là người đi hunting khách hàng, thì bạn cần phải có một cái tính aggressive, challenge lại được những cái sản phẩm khác mà là đối thủ của bạn trong thị trường để mình giành được cái cơ hội để mình tiếp cận với người khách hàng đó. Cho nên là không cần phải là một mà mình có thể là hết cũng được. Ý một cái thông tin rất là hay ha. Tức là nó không hẳn chúng ta phải chọn một, mà là chúng ta có thể là nhiều cái thể loại sale person khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái mạnh nhất, đúng không? Ví dụ như vậy, rồi sau khi chúng ta tùy theo từ tình huống mà chúng ta có thể adapt để mình có thể phù hợp với cái khách hàng hay là cái công việc sale đó. Ok, thank you Vi. Mọi người ơi, có thể là chat trong cái mình viết trong cái chat là cho mọi chia sẻ là cái nếu như mọi người định hình thì cái xu hướng gọi là người có thể người sale person nào mình định hình mình nha, có thể để chia sẻ với mọi người cùng trong phòng hôm nay cùng biết thêm. Ok, mình sẽ qua slide tiếp ha Vi ha. Ok. Cái slide này Vi nghĩ nó khá là quan trọng á, tại vì để mà đi làm sale hay là làm bất kỳ một cái công việc gì thì mình phải có những cái motivation, mình phải có cái động lực. Mình phải biết là tại sao cái gì nó thúc đẩy mình đi làm sale. Nếu bạn thích tiền, đúng không? Bạn thích được nhiều tiền, bạn thích nhận được commission hàng tháng tại vì mình đóng rất là nhiều số. Đó là cái first, mọi người đều nghĩ là đi làm nghề sale mà ai thành công thì sẽ có rất là nhiều commission. Hay là bạn muốn gặp khách hàng mới, gặp người mới hàng ngày, đúng không? Thì đó cũng là một cái motivation. Bạn là một người sale đã rất thành công rồi, nhưng mà bạn không cảm thấy là mình thỏa mãn với lại cái record của mình vào tháng trước. Ví dụ tháng trước mình đạt được 1.000 đô đi, nhưng mà tháng này ít nhất là mình phải grow lên được 1.500 hoặc là 1.200. Đó. Hoặc là bạn muốn làm trong một cái ngành mà luôn luôn là nó có những cái sản phẩm nó rất là sáng tạo, nó rất là innovative. Ví dụ như trong cái ngành công nghệ thông tin của Vi thì nó luôn luôn có những cái sản phẩm mới và mình muốn đem những cái sản phẩm mới đó đi giới thiệu đến cho những người khác. Hoặc là cơ bản là mình rất muốn giúp đỡ khách hàng của mình. Trong cái mùa dịch Covid vừa rồi á, là các bạn thấy có rất là nhiều các shop hoặc là chủ doanh nghiệp họ struggle, họ struggle khá là nhiều trong cái câu chuyện là họ phải chuyển đổi từ offline lên online. Như vậy thì những cái công ty tư vấn hay là những cái bạn sale mình tư vấn á, đây là cái cơ hội để làm bạn sáng sáng. Thì Vi nghĩ là mình cũng nên nhận ra coi thử là cái motivation của mình là gì, để mình có thử là nó có phải là chính là một cái động lực hàng ngày để mình cảm thấy mình happy với cái người sale hay không. Dạ.
kỹ năng đúng không? Thật ra là câu hỏi này hỏi về kỹ năng nhiều hơn, mà nãy giờ thì cũng hơi lòng vòng một tí. Thì ở đây thì video ra một số các kỹ năng mà mình cần phải có trong ngành sale. Thật ra cái này là ngành sale nhưng mà tất cả các ngành khác cũng sẽ cần, nên là nếu ở đây có các bạn nào mà có gọi là chưa vào ngành sale hoặc là đang tiên kim vào ngành sale mà các bạn đang làm ngành khác thì nó cũng sẽ bổ trợ được khá là nhiều cho các bạn. Thứ nhất đó là active listening, bạn phải biết lắng nghe khách hàng. Tại vì nếu mà mình không có kiên nhẫn mình lắng nghe khách hàng thì coi như là chắc là bạn chọn sai ngành rồi. Sorry bạn. Mình phải có được cái empathy. Empathy ở đây là nghĩa là mình phải thấu hiểu được cái nỗi đau của khách hàng, họ đang chịu đựng là cái gì. Ví dụ như là đối với cô này thì là cô muốn đi đám cưới nhưng mà cô không có tìm được cái váy nào đẹp chẳng hạn, thì cái người tư vấn viên nó rất là quan trọng đúng không? Hoặc là họ một khách hàng họ muốn có một cái tool quản lý CRM để quản lý khách hàng của họ. Đấy, thì mình phải biết được, mình phải thấu hiểu được cái nỗi đau của khách hàng là ở đâu. Mình phải luôn luôn mình prepare, mình luôn luôn mình sẵn sàng để nói chuyện với khách hàng. Tại vì mình khi mà mình bước chân ra khỏi nhà một cái người đầu tiên mà mình gặp họ luôn luôn có thể là khách hàng của mình. Cho nên mình luôn phải sẵn sàng cái câu chuyện của mình để mà nói chuyện với họ, tư vấn cho họ và giới thiệu cái sản phẩm của mình làm sao để mà nó thú vị nhất. Mình phải self motivated, là tự tự có những cái động lực cho bản thân của mình. Mình phải rất là cạnh tranh, mình phải rất là aggressive. Tại vì trong cái ngành sale này á, nếu bạn không có tính cạnh tranh, bạn không có aggressive thì nó cũng sẽ hơi khó để mà mình cạnh tranh lại với những cái bạn sale khác. Mình phải biết được cái cách mà mình build trust với người khác là như thế nào. Ví dụ như Kelly đi, bạn rất là share rất là nhiều những cái cứ hay gọi tên tiếng Anh của Tuyền. Tuyền đây thì bạn rất là bạn đọc rất là nhiều, và khi bạn đọc như vậy là bạn share lại những cái view của bạn về những cuốn sách hay là những cái sản phẩm, thì somehow khi mà Vi muốn tìm một cái cuốn sách nào đó mới thì Vi tin là những cái cuốn sách mà Tuyền đã đọc rồi thì nó sẽ có một cái value nào đó, thì là Vi sẽ tìm đến Tuyền đúng không? Và mình phải luôn luôn mình hỏi những cái câu hỏi đúng. Ví dụ như là cái vị khách hàng này họ đang cần một cái sản phẩm A, nhưng mà mình hỏi toàn bộ câu hỏi của mình đều về sản phẩm B thì nó hơi bị lạc đề mất rồi đúng không? Với cái xã hội 4.0 ngày hôm nay thì cái kỹ năng về social media và social selling nó là một kỹ năng rất là quan trọng. Và nhiều khi á, mình đăng một cái tin lên Facebook nhưng mà mình bán hàng như không bán hàng á, thì cái đó là một cái tuyệt kỹ của cái phần sale. Làm như thế nào thì Vi cái này Vi cũng chưa có master được đâu, cho nên là cũng chưa biết phải sharing với các bạn như thế nào. Ngoài ra mình nên biết về technology nữa, và mình phải biết được là mỗi cái technology mới, mỗi cái công nghệ mới nó ra, mình cũng phải nhanh chóng mình adapt theo cái đó, tại vì xã hội bây giờ là nó luôn luôn về kỹ thuật. Mình phải research rất là nhiều. Research ở đây không chỉ là research về sản phẩm, về đối thủ của mình, mà phải research cả về khách hàng, công ty của họ, câu chuyện của họ là như thế nào. Nhiều khi là mình cũng phải research luôn về gia đình của họ, ông này, bà này là vợ chồng con cái, đang học ở đâu, làm nghề gì, kiểu vậy. Thì cái phần này đó là tôi nghĩ là nó là những cái kỹ năng mà một người sale cần phải có. Ok Vi, nhưng mà cho Tuyền hỏi cái, tại vì nãy như mình nói là cái phần mà liên quan về kiến thức thì mọi người có thể tìm hiểu trên social media hay thậm chí là đọc sách cũng được, nhưng mà kỹ năng thì Vi có nghĩ là nó có thể rèn luyện qua thời gian không, hay là mình cần phải ngay lập tức phải biết ngay để mình làm được những cái công việc sale này? Nó sẽ phải rèn luyện qua thời gian. Tại vì kỹ năng thì các bạn có thể đọc lý thuyết, các bạn sẽ biết là kỹ năng này nó là cái gì, làm sao về mặt lý thuyết và làm sao để mình có thể practice và mình có được cái kỹ năng đó. Nhưng mà luôn luôn mình phải có cái gọi là cái thực hành chính thống bên ngoài. Nó có thể là nếu mà bạn chưa đi làm thì bạn có thể thực hành với bạn bè hoặc là người thân của mình, hoặc là với thầy cô trên trường. Và khi mà bạn thực hành như vậy thì bạn nên hỏi về cái feedback của họ về cái cách mà bạn bán một cái sản phẩm hay tư vấn một cái sản phẩm nó là cái gì. Tiếp thì phải luôn luôn đi với thực hành. Tức là mình phải luôn thực hành, có thể là thực hành trong không gian nhỏ của mình hoặc là thực hành trong công việc thực tế, nhưng mà nên thực hành để mình có thể rèn luyện cái kỹ năng đó thường xuyên hơn đúng không? Dạ. Bây giờ cho Tuyền hỏi nha, tại vì nãy giờ mình nói từ sale rất là nhiều đúng không? Mình nói về bán hàng, mình nói làm sao để có thể tìm khách hàng hay thậm chí là tạo ra lợi nhuận, thì liệu cái việc mà mình giữ khách hàng chỉ để bán hàng hay không, hay còn một cái lý do nào khác không?
Trong thời buổi này mà đặc biệt với cái ngành tư vấn các sản phẩm công nghệ của Vi á, thực ra là nó không khó để mà mình tìm khách hàng mới đâu. Tại vì rất là nhiều công ty bây giờ họ bắt buộc là họ phải có một cái công nghệ nào đó để họ áp dụng vào cho cái doanh nghiệp của họ. Ví dụ như là họ phải có một cái phần mềm kế toán thì công ty nào cũng có rồi, cái đó là chuyện rất là hiển nhiên. Họ phải có một cái phần mềm CRM. Nếu mà chưa có tiền mua CRM thì mình có thể dùng Excel để quản lý data của khách hàng. Sorry nha, cho vì họ lại có một tí. Cái này gọi là hậu COVID, tự nhiên đơ ra của mình À, mất cái câu câu hỏi là hỏi đây gì. tức là giữ cái mối quan hệ khách hàng nó dễ là bán hàng hay không? À, Alo, Vi nghe ok. không? Alo, mình nghe. Đây. À, thì cái mối quan hệ đó nó không chỉ là cái mối quan hệ của khách hàng không, mà mình cũng phải giữ một cái mối quan hệ để mà tạo được cái sự tin tưởng đó. Tại vì khi mà mình bỏ công ra mình tìm một người khách hàng rồi thì mình phải luôn luôn mình maintain cái relationship với họ để đảm bảo là họ happy với cái sản phẩm của mình. Và ngoài ra khi mà họ happy với cái sản phẩm của mình rồi á, công ty cũng bất kỳ một cái công ty nào thì mình cũng mua họ cũng luôn mong muốn là họ sẽ grow lên. Năm nay là 10 nhân viên, năm sau là 100 nhân viên, năm sau nữa là 1.000 nhân viên. Thì khi mà công ty của họ grow như vậy, đồng nghĩa là cái business hay là cái sản phẩm của mình cung cấp cho họ nó cũng sẽ grow lên, và mình không phải cất công mình đi tìm những cái khách hàng mới, đúng không? Và ở Việt Nam mình cũng có một cái term rất là phổ biến, đó là referral. Có nghĩa là khi mà bạn đã bán một cái sản phẩm cho một khách hàng này sẽ giới thiệu lại một khách hàng khác cho các bạn. Thì từ một khách hàng giới thiệu cho bạn một khách hàng, 10 khách hàng giới thiệu cho bạn 100 khách hàng, thì vô hình chung như vậy bạn sẽ có, gọi là bạn sẽ rất là đỡ tốn công, bạn phải đi ra chạy event, bạn phải chạy marketing, phải làm quảng cáo để bạn tìm những cái khách hàng mới. Tức là cái việc mà mình giữ một người khách hàng nó cũng là về mặt lâu dài chứ không phải chỉ là để bán sản phẩm một lần thôi đúng không? À, nhưng mà thì nghĩ có vẻ như bây giờ mọi người cũng như là nghĩ về sale là chỉ đơn giản bán hàng thôi. À, nhưng mà Vi có nghĩ nó chỉ đơn giản là bán hàng không hay là nó còn có những cái mặt khác của cái công việc gọi là mình nói sale ở đây đi. Thực ra Vi ít khi dùng từ sale lắm, Vi sẽ dùng cái từ gọi là tư vấn nhiều hơn. Tại vì khi mà mình dùng cái từ tư vấn có nghĩa là mình sẽ mở rộng được cái bandwidth của mình và những cái điểm chạm của mình với cái công ty của khách hàng. Tại vì đối với một người bán hàng á nha, ví dụ như là Vi đi bán sản phẩm đi, thì Vi sẽ không chỉ bán cho end user là những người trực tiếp làm gọi là sử dụng cái sản phẩm của mình cung cấp đó. Mà Vi phải nói chuyện với anh giám đốc, Vi phải nói chuyện với lại bạn tài chính kế toán, Vi phải nói chuyện với lại bạn sale marketing, Vi phải nói chuyện với bạn IT. Có nghĩa là trong một cái doanh nghiệp như vậy mình phải build được cái relationship hết với tất cả các phòng ban. Tại vì để mà một 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 công ty họ duyệt cái ngân sách để mà trả tiền cho mình á, thì họ phải qua procurement, họ phải qua tài chính, họ phải qua kế toán. Mà kế toán tài chính họ không duyệt thì coi như là mình cũng không thành công rồi. Cho nên nó không chỉ là cái câu chuyện bán hàng mà nó mô về cái câu chuyện tư vấn. Mình phải tư vấn được cho họ là tại sao họ nên mua cái sản phẩm này của mình, cái value mình đem lại cho business của họ là như thế nào. Ví dụ như là có một số doanh nghiệp thì họ khi mà họ dùng một cái sản phẩm mới thì nó sẽ giúp cho họ giảm được cái chi phí về đầu người chẳng hạn, giảm được thời gian và cái việc là họ phải manual, họ quản lý những cái task của công ty của họ, họ sẽ tăng được cái productivity và cái hiệu suất làm việc của nhân viên, họ sẽ giúp cho khách hàng của họ gọi là quay lại nhiều lần hơn và mua sản phẩm của họ hơn là customer loyalty. Đấy, thì còn sẽ có rất là nhiều thứ để mà mình làm trong ngành sale, cho nên là Vi thường gọi là tư vấn thì mình sẽ mở rộng được nhiều nhiều hơn, nhiều mảng hơn, hay là chị vì đi sale không? Cho tiền hỏi thêm tại vì cái phần này nó khá quan trọng á. Ví dụ như mình là một người gọi là tư vấn đi, mình tư vấn cho khách hàng, còn nội bộ của mình thì sao? Tại vì chắc chắn mình cũng phải có những cái team khác để làm những công việc, ví dụ như sản xuất ra cái sản phẩm để mình đi tư vấn cho khách hàng đúng không? Chắc chắn đối với những cái công ty mà họ có sản phẩm của họ thì cái người sale rất là quan trọng, tại vì khi mà họ tiếp xúc với khách hàng họ sẽ có được những cái feedback của khách hàng về tính năng này nó ổn chỗ nào, nó chưa ổn chỗ nào, và mình phải là cái người mà communicate lại và share lại những cái feedback của khách hàng đó cho team nội bộ của mình. Ví dụ team kỹ thuật đi thì họ sẽ biết được là đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ cần improve ở đâu. Đối với cái kế hoạch mà phát triển sản phẩm trong vòng 2 quý tới thì họ sẽ cần phải lưu ý đến những cái tính năng nào mà thị trường nó đang cần.
để mà mình có thể gọi là mở rộng cái thị trường nhiều hơn. Đối với phòng tài chính thì có thể là ví dụ như sản phẩm của mình chi phí nó hơi cao, khách hàng nhiều, khách khá là nhiều khách hàng họ đang ngần ngại để mà gọi là mua cái sản phẩm của mình, thì lúc đó sẽ cần đến cái bộ phận tài chính tính toán lại toàn bộ cái chi phí của công ty để làm cái giá của cái sản phẩm mình nó make sense hơn và nó thu hút hơn và nó cạnh tranh được với các đối thủ khác trên thị trường. Ok. Vậy thì các bạn trẻ bây giờ á, là nếu như các bạn đang trong quá trình đi học đi và các bạn mới ra trường 1-2 năm, thì những cái kỹ năng gì mà các bạn cần phải gọi là tìm hiểu đào sâu hơn để mà có thể làm cái công việc quản lý quan hệ khách hàng này tốt hơn? Một số các kỹ năng mà Vi đã share ở đây rồi á, thì ở trên cái màn hình hiện tại nè, thì chắc là Vi sẽ không nhắc lại, nhưng mà thì nói cho Vi qua cái slide tiếp theo nha. Trong cái slide này á, nghề sale nó không phải là chỉ là một cái nghề, nó không chỉ là về bán hàng hay không, mà nó còn có rất là nhiều thứ. Giống như là vì nói hồi nãy là các bạn khi mà mình bán một cái sản phẩm, thì cái câu chuyện hiển nhiên đầu tiên là mình phải hiểu được cái sản phẩm nó làm được cái gì, tính năng của nó làm được cái gì, đúng không? Nó giải quyết được bài toán nào cho doanh nghiệp, cho khách hàng của mình. Mình phải hiểu được cái nhiệm vụ của khách hàng. Ví dụ như là đối với Vi á, Vi đi bán phần mềm CRM, Vi đi bán phần mềm cho bộ phận chăm sóc khách hàng, cho bộ phận IT, thì Vi phải hiểu được là cái nhiệm vụ của mỗi phòng ban như vậy nó đang được diễn ra như thế nào ở thực tế. Và khi mà mình đem một cái sản phẩm vào thì nó sẽ biến hình hoặc là nó sẽ chuyển đổi cái quy trình nhiệm vụ đó của họ như thế nào theo một hướng tích cực hơn. Tại vì khi mà mình bán một cái sản phẩm, nó phải cung cấp được cái value và benefit cho khách hàng, chứ không phải là tạo thêm những cái extra work cho bên phía khách hàng mà họ sẽ ngần ngại để họ sử dụng, đúng không? Cái value mà mình đem đến cho khách hàng là gì? Ví dụ như Vi có nói là về giảm chi phí nè, giảm chi phí được về đầu người. Thật ra nhiều khá là nhiều doanh nghiệp họ cũng hơi concern về cái việc là giảm chi phí về đầu người, nhưng mà cái cách mà mình hay nói đó là khi mà mình giảm được cái chi phí cho nhân sự đó ngồi quản lý data trên Excel chẳng hạn, họ sẽ có thời gian để họ đi làm những cái task nó gọi là nó cao cấp hơn, mà nó sẽ mang được đến nhiều cái value khác cho người doanh nghiệp của họ. Mình sẽ có thể tăng được hiệu suất làm việc giữa các phòng ban với nhau. Khách hàng họ sẽ ở lại với cái công ty của họ của người này lâu hơn, tại vì đối với những cái phần mềm á, mình sẽ nó sẽ cung cấp được ví dụ như là điểm chạm của khách hàng đối với công ty đó là như thế nào, cái sở thích của họ mua những cái sản phẩm của khách hàng là làm sao, để mà mình hiểu được cái behavior, cái thái độ, cái hành vi của người tiêu dùng, và từ đó mình có thể đưa ra được những cái chiến lược marketing, đúng không? Đối với một số công ty khác thì có thể là nó hệ thống hóa lại những cái data. Nè. Và một cái rất là quan trọng hơn nữa là khi mà bạn bán hàng, bạn không chỉ bán hàng cho một người, mà bạn phải build được cái relationship với tất cả các phòng ban, như hồi nãy vì có nói, từ IT đến finance đến kế toán. Đấy. Thì những cái kỹ năng này á, đối với cái xu hướng bây giờ cho các bạn sale, thì mình có rất là nhiều công việc để mình consider, đúng không? Ví dụ như ngành công nghệ thông tin của Vi là một nè, ngành phi lợi nhuận của Tuyền, ngay cả phi lợi nhuận của Tuyền thì cũng sẽ có người đi tư vấn, người 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 làm sale, đúng không? Thì các bạn phải luôn luôn tìm hiểu rất là kỹ về đối tượng khách hàng mà của cái sản phẩm mình đang hướng tới nó là ai, cái market mà mình đang muốn hướng tới nó là cái gì. Market ở đây ví dụ như là bạn nhắm tới khách hàng enterprise, nhóm khách hàng ngân hàng, nhóm khách hàng những công ty đó rất là lớn, đúng không? Hay là bạn nhắm tới những cái công ty startup hay là công ty SMB, để bạn sẽ chọn ra đúng cái đối tượng khách hàng và nhóm khách hàng của mình là mình tập trung thôi. Có rất là nhiều các sản phẩm, không có nghĩa là bạn sẽ cover được hết tất cả các ngóc ngách trong thị trường, mà mình nên chọn cái mà mình mạnh nhất để mình đi đầu tư, đúng không? Cái độ sẵn sàng của khách hàng, của thị trường cho cái sản phẩm của bạn là như thế nào? Tại vì khi mà làm trong ngành công nghệ thì Vi sẽ được tiếp xúc với rất nhiều các sản phẩm mới, nhưng mà không có nghĩa những sản phẩm mới đó khi mà về Việt Nam là thị trường Việt Nam đã sẵn sàng để mà sử dụng cái sản phẩm đó, đúng không? Cái xu hướng của sản phẩm của thị trường là gì, và trong cái thị trường này thì bạn sẽ có bao nhiêu đối thủ. Cho nên là Vi nghĩ là giới trẻ bây giờ thì các bạn cần phải nhận biết được những cái đặc điểm riêng của từng ngành nghề, của cái sản phẩm mà bạn đang muốn chọn, hay là bạn đang muốn đầu quân vào cái công ty đó. Và quan trọng nhất á, là bạn phải xác định được là cái sở thích, cái năng lực của bạn là gì, cái tính cách và cái những cái kỹ năng bán hàng mà bạn sẽ có và đang có, để mà mình tìm được một cái công việc rất là phù hợp với bạn.
Chia sẻ hay ha, tại vì tiền thích rất cái ý của Vi là thực ra công việc nó không chỉ đơn giản là mình bán sản phẩm mà nó mang lại giá trị cho cái người mà mua cái sản phẩm đó của mình. Một cái ví dụ như bản thân của Tiền đi, Tiền là một người làm trong lĩnh vực phi lợi nhuận mà công việc gây quỹ đúng không, thì thử mọi người thử hình dung đi, công việc của Tiền nó không khác gì cái việc bán hàng cả, tại vì cơ bản mình vẫn đi bán một cái gì đó đúng không, có thể là sản phẩm của Vi là công nghệ nhưng mà sản phẩm của Tiền là một cái sản phẩm liên quan về xã hội hay là một cái tác động xã hội nào đó mình muốn bán cho một cái người nhà tài trợ nào đó, ví dụ như vậy. Thì cái việc cái mang cái tư duy mà lúc nào mình cũng muốn mang giá trị cho người khác nó sẽ rất là hữu ích, tại vì ví dụ như công việc của Tiền đi thì chia sẻ để mọi người hiểu, khi mà gọi nói đến cái công việc gây quỹ á thì người ta sẽ ngại lắm, tại vì nó cơ bản giống như cái việc mình đi kêu gọi tiền vậy đó, mình kêu nói chung theo cái từ mà gọi là đi xin tiền á, thì có nhiều người cũng hỏi là ủa Tiền không ngại cái việc đi xin tiền à, tại vì đi xin tiền như phải đi xin người khác đóng góp cho mình một cái gì đó, nhưng mà thật ra khi mình nhìn ở góc độ mình mang cái value gì cho người khác, cái giá trị đó cho người đó là gì, thì Tiền không ngại tí nào cả, tại vì Tiền luôn đặt mình trong tình thế là mình đang đem cái cơ hội để họ làm việc tốt thì cái đó là cái value mà mình có thể mang đến cho họ, thì cái lúc đó cái cách mình tiếp cận nó sẽ hoàn toàn khác, mình không ở cái thế là mình xin nữa mà là mình cái thế mình mang lại cái giá trị, thì thật ra cái đó là cái mà Tiền nghĩ nó sẽ giúp cho cái công việc sale nó sẽ cảm thấy nó là nó giá trị và nó ý nghĩa hơn rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, thật ra là khi mà mình đi 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 gọi là kêu gọi đầu tư hay là kêu gọi tài trợ hay bán một cái gì, đầu tiên mình phải nhìn thấy được cái value của mình đem đến cho họ là gì đã. Nếu mà không có value thì thôi mình ngừng ngay từ đầu đi, đỡ tốn thời gian của cả hai. Đồng ý. Ok, câu hỏi số 3 thì muốn hỏi là vậy thì hiện tại cái cơ hội công việc trong cái ngành này nó có phát triển không Vy? Tức là nó sẽ có nhiều cái cơ hội khác nhau không hay là ít người quan tâm về lĩnh vực này, công việc này? Ôi cực kỳ, bây giờ nếu mà nói về cái ngành công nghệ thông tin, ngành IT của VDA thì cái thị trường dành cho các bạn sale mà các bạn mong muốn, gọi là các bạn đam mê về công nghệ, các bạn đam mê về software, các bạn đam mê về điện toán, đam mê này về cloud đúng không, thì các bạn nghe rất là nhiều thứ về Google Cloud hay là Amazon Web Service rồi rồi đó, thì nó là một cái thị trường mà hiện tại đang rất thiếu người. Honestly là công ty Vi đang tuyển sale, đang tuyển kỹ thuật, và 3 tháng nay là Vi đang rất là chật vật trong câu chuyện là tuyển đúng người nhà, tại vì thật ra là có rất là nhiều 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 bạn tuyển vào, nhiều bạn muốn làm, nhưng mà cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức của các bạn chưa có thì nó cũng sẽ rất là khó, và nó sẽ làm cho doanh nghiệp nó sẽ hơi gọi là cầm chừng một tí trong cái quyết định nghề nghiệp. Một trong những cái dự án mà hiện tại mình đang làm đó là cái dự án AWS Restore, thì AWS họ họ ok, share JD cho tụi em. Có bạn là muốn đầu quân đó Mọi người nhớ nhớ nhắn Vi để gửi chi đi nha. đây. thì hiện tại giống như là AWS họ có một cái chương trình gọi là Restart, và họ mong muốn là đào tạo các bạn yếu thế, các bạn mà sinh viên mà đã tốt nghiệp mà không phải là làm việc học trong ngành IT. Sorry. Để mà đi học một cái khóa 12 tuần của AWS, và khi mà các bạn học xong á, các bạn sẽ thi tín chỉ và các bạn sẽ có thể gọi là đầu quân vào một số các công ty để làm entry level support. Nó giống như là cái level support đầu tiên dành cho khách hàng, mà đặc biệt là đối với những công ty IT, hoặc là nếu mà bạn lấy cái bằng mà gọi là associate đó, practitioner đó xong, thì bạn có thể bước chân vào một cái journey gọi là tư vấn về sale. Thì đó là những một trong, tại vì cái thị trường Việt Nam ở mình nó quá hot so với cái ngành này, cho nên là ngay cả với tất cả những cái vendor như vậy, họ phải suy nghĩ được là cái next step họ làm như thế nào, họ cần phải làm gì để mà họ build được một cái talent pool cho chính doanh nghiệp của họ. Đấy. Bất động sản thì là cũng một ngành luôn luôn rất là hot đúng không, thì sale bán nhà không cần là bạn phải làm cho Novaland hay là Vinhomes hay là Hưng Thịnh, thì bạn cũng có thể làm cho những cái công ty nhỏ, scale nhỏ hơn, để bạn đi bán bất động sản. Chung cư Sài Gòn không thiếu mà, đi đi ra ngoài một cái là thấy các bạn sale liền. Sale retail đúng không, retail cũng là một cái ngành nó rất là hot và nó đang comeback lại. Novaland mới mở ra một cái mảng retail mới, chắc là cũng đang tuyển rất là nhiều ở trong đó. Đấy, thì vì thấy đối với các bạn trẻ mà muốn làm về nghề sale hay là nghề tư vấn á, thì cơ hội của các bạn đang có rất là nhiều ở thị trường. Quan trọng là các bạn thích cái ngành nghề nào, các bạn đam mê vào cái ngành nghề nào, các bạn đam mê vào cái sản phẩm nào, thì lúc đó là các bạn mới chọn ra được một cái ngành nó phù hợp với các bạn.
Cảm ơn chia sẻ của Vi. Thực ra thì muốn bổ sung nhanh chút xíu, tại vì kinh nghiệm của Tiền, Tiền làm cũng nhiều về sale, phát triển kinh doanh lắm. Thực ra Tiền có đọc một cuốn sách mà mọi người có thể tìm hiểu nha. Cái cuốn sách nó gọi là We All Sell. Tức là chúng ta, bản chất con người chúng ta luôn luôn phải sell. Chúng ta không chỉ sell sản phẩm mà chúng ta sell bản thân của mình, sell ý tưởng của mình, sell tất cả những gì liên quan về bản thân của mình cho người khác. Thì lúc đó mình phải thuyết phục người ta về cái ý tưởng của mình, cũng là dạng sell đúng không? Mình sell ý tưởng mà, hoặc là mình sẽ sell một cái gọi là một cái câu chuyện nào đó thì cũng là sell thôi, chứ không hẳn mình phải là bán một sản phẩm mới là sell. Cho nên thực ra cái kỹ năng sell này tình nghĩ á, là nó không chỉ giúp trong cái công việc thực hành về sell đâu, mà nó còn giúp cho mình làm được nhiều nhiều thứ khác nhau trong cái cuộc sống của mình nữa. Từ cái việc mình thuyết phục người khác như thế nào, mình build relationship, mình xây dựng mối quan hệ như thế nào, và mình khiến cho người khác tin vào cái câu chuyện hay là những cái hoạt động của mình như thế nào, nó cũng là sale thôi. Thì Tiền thấy cái đó nó khá quan trọng, và công việc thì nó thật ra nó rất là nhiều luôn á, nhưng mà nhìn với điều kiện là mình thật sự mình thấy mình có thật sự phù hợp với cái công việc này hay không, mà mình thử nó để xem coi nó có phù hợp với mình hay không. Ok, cảm ơn chia sẻ của Vi. Đây là kết thúc cái phần 1 của chúng ta ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái phần 2. Thì cái phần 2 này Tiền muốn chơi game chứ. Chào mọi người, để mà tương tác chứ ngồi nghe và nó cũng chán đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái game mà ban tổ chức có chuẩn bị. Nó gọi là Ủa Em Giữ Khách Hàng Sao Em, thực hành kỹ năng bán hàng. Thì để Tiền mở cái game này ra. Mọi người có thấy màn hình của Tiền đúng không? Chào gì đẹp mọi người, có thể giúp Tiền một cái là vô cái đường link IG Community, xong nhập cái mã pin 45786 để mà có thể vô chơi game này giúp mình nha. Mình sẽ có một cái phần chơi game nhỏ, xong đó mình cũng có thể chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm của Vi để về cái câu chuyện mà giữ khách hàng và quản lý hàng khách hàng á. Bây giờ mọi người vô cái đường link IEZE.community ha, và nhập cái mã pin là 45786 giúp Tiền. Xong mình để tên vô, nó giống như cái Kahoot vậy đó. Ồ, có Vi nè, Vi vô chơi luôn hả? Vô tham hố thôi. Rồi Vi vô để mà gọi là động tạo thêm động lực cho các bạn ở đây phải vô. Vô chơi game mọi người ơi. Số 1 đây, tất cả đều đúng, rất là tuyệt vời ha. Câu hỏi đầu tiên là nguyên tắc trong bán hàng. Thứ nhất là tạo ấn tượng tốt, hiểu sản phẩm mình đang tư vấn, tìm hiểu background của khách hàng. Và câu cuối cùng là tất cả, tức là ba cái đều đúng hết. Thì theo Vi thì cái câu trả lời này như thế nào? Câu này có vẻ dễ cho các bạn quá à. Chắc là ban tổ chức đưa ra hơi dễ. Nó có hết không hay là còn cái nguyên tắc nào khác không? Thật ra còn nhiều lắm á chứ, tại vì nếu như mà các bạn nãy giờ các bạn mà nghe có Tuyền và Vi chia sẻ thì đây chỉ là một trong những cái số ít thôi
mà mình đưa ra đúng không? Nguyên tắc bán hàng là mình rất biết, trước tiên là mình phải hiểu, mình phải biết lắng nghe khách hàng, mình hiểu được cái câu chuyện khách hàng, cái business của họ đang như thế nào, họ đang growing, họ đang mới được đầu tư, họ đang giống như là đợt vừa rồi COVID quá thì doanh thu cũng đang giảm. Như vậy thì mình, khi mà mình hiểu được cái câu chuyện của khách hàng thì lúc đó mình mới có được một cái hướng để cái hướng nói chuyện phù hợp. Hồi nãy mình có share một cái là ask the right question đúng không? Mình phải hỏi đúng câu, nhưng mà để hỏi đúng câu thì mình phải hiểu được cái câu chuyện xung quanh của khách hàng đó nó như thế nào. Ngoài ra thì có một số cái rules, một số các nguyên tắc khác, như là mình phải biết cái cách mình build relationship với khách hàng là như thế nào. Mình phải biết được đúng cái thời điểm để mình push đúng không? Mình thúc đẩy coi như là anh ơi, bây giờ gọi là bên 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 vendor nó hay có một cái chiêu là cứ cứ đến gần cuối tháng khoảng 1 tuần 2 tuần thì tụi mình hay có cái, bây giờ anh ký cho em đi, em sẽ cho anh thêm 10% 15% discount, hay là em sẽ cho anh ví dụ như là hai thêm 2 3 tuần mình trial sản phẩm chẳng hạn. Thì đối với mỗi ngành nghề và đối với mỗi loại sản phẩm thì mình sẽ có rất là nhiều cái nguyên tắc khác nhau. Thì đây Vi nghĩ cái này á, là nó là 3 cái nguyên tắc mà gọi là cơ bản nhất mà mỗi bạn sale đều cần phải có. Ok, 3 nguyên tắc này đúng rồi, mà tôi nghĩ nó cũng có một cái nguyên tắc tôi nghĩ nó cũng khá quan trọng mà tôi muốn bổ sung, mà trong kinh nghiệm của tôi làm khoảng 8 9 năm nay á, đó là cái sự gọi là trung thực, cái sự chân thành trong cái việc mình làm á. Thực ra thì đương nhiên trong việc sale thì mình có một cái áp lực, mình phải bán rất là nhiều sản phẩm đúng không? Mình phải có được cái doanh thu nó đúng, nhưng mà thật ra nếu mà mình bán mà theo cái tinh thần mà cứ mình bán đại cho có thôi và cố gắng bán thôi chứ không biết là sau đó nó như thế nào, thì tiền thấy nó cũng không có bền vững. Thì nghĩ cái nguyên tắc nó khá quan trọng, nó liên quan nhiều về cái đạo đức trong nghề nghiệp nè, và cũng như là cái việc mình có xây dựng, giống như Vi nói cái sự tin tưởng cũng như cái uy tín của mình trong cái lĩnh vực này. Mà khi mà người ta nghĩ đến mình thì người ta nghĩ là khi mà mình mua cái sản phẩm của bạn này thì chắc chắn cái sản phẩm này nó sẽ tốt, hay là ít nhất người ta có vấn đề gì cũng có thể xử lý được. Và cái sản phẩm này nó không phải là cái sản phẩm mà nó kiểu như nó không đúng như sự thật á đó. Đó thì tiền nghĩ cái đó nó cũng là một cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong sale. Mọi người cứ nghĩ sale là phải luôn luôn đẩy hàng, đẩy đẩy doanh thu, đẩy doanh thu, nhưng mà tiền nghĩ á, nếu mà chúng ta làm tốt về cái phần gọi là bán sản phẩm chất lượng và bảo vệ, gọi là luôn luôn tìm cách để làm sao tạo cái giá trị cho khách hàng tự nhiên sẽ quay lại với mình. Ok, chúng ta sẽ quay lại câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ hai nhé. Mời mọi người cùng chơi. Chloe, câu trả lời đúng nhất, nhanh nhất, sorry. Mọi người đều đúng nhưng mà nhanh nhất là Chloe. Ok, chúng ta qua hỏi kế tiếp. Các bước xây dựng một mối quan hệ tốt với khách hàng, nó có 3 bước. Có 3 người trả lời đúng nha. Thứ nhất là ba người trả lời đúng chính là hiểu khách hàng cần gì, làm quen với vợ chồng của khách hàng, hiểu rõ team và process structure công ty khách hàng. Đó, ba bạn trả lời đúng thì Vi suy nghĩ như thế nào? Thật ra cái này là hình như mình xét câu trả lời nó cũng hơi 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 chưa đúng lắm, tại vì thật ra là ban đầu là Vi Vi còn share mọi người là ba cái, nó sẽ là ba cái ý đúng không, và câu trả lời đúng thật ra nó sẽ là ba cái ý này luôn. Cái việc mà mình hiểu khách cần cái gì nó là một cái first gọi là rule of thumb rồi, tại vì mình không hiểu khách cần gì á, thì mình sẽ không biết được là cái sản phẩm khách cần nó là gì, hay là sản phẩm của mình nó có phù hợp với khách hay không. Cái hiểu rõ về team và process structure công ty của khách hàng thì hồi nãy Vi cũng có chia sẻ đúng không, ví dụ như là mình bán sản phẩm cho bộ phận sale thì mình phải hiểu được cái nhiệm vụ của sale đó là bao gồm những cái gì, nó bao gồm những bước điện thoại verify khách hàng hay là check in khách hàng như thế nào, và cái nhiệm vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng thì nó sẽ khác với lại cái bộ phận cái nhiệm vụ của bộ phận marketing đấy. Và nhiều khi á, đối với một số các ca khó á, thì một người sale cũng cần phải làm quen với vợ hoặc chồng của khách luôn, tại vì nhiều khi á, có khi là đối với anh chồng này đi, mình chưa có một cái điểm chung nào đó, nhưng mà vô hình dung mình và người vợ của anh này có một cái sở thích, đó là thích ngồi ngọc hà đi chẳng hạn, thì mình tự dưng mình build được một cái relationship với chị đó. Đương nhiên là không phải là mình làm quen một cách rất là thô thiển, mình cũng phải có chiến lược một tí, nhưng mà khi mà mình làm quen được với chị vợ thì vô hình chung là mình sẽ có thêm được một cái trust từ một phía của người mà anh chồng này ảnh rất là tin tưởng, và nó sẽ thúc đẩy được, nó sẽ tạo ra một cái điểm rất là positive trong cái câu chuyện mình đi bán hàng của mình. Cái ý này hay. Thực ra cái này nó cũng khá quan trọng khi mà mình làm ở Việt Nam đúng không? Tại vì Việt Nam, văn hóa của Việt Nam mình thì gia đình khá là quan trọng. Ví dụ như là tiền tiền nhớ một cái câu chuyện rất là hay, là ví dụ như là
hỏi là bây giờ bán sản phẩm đồ 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 dùng cho trẻ em thì mình bán cho ai, không lẽ bán cho trẻ em đúng không, trẻ em thì chắc chắn là mua rồi đó, cho nên là phải bán cho cha mẹ đó. Hoặc là có những cái sản phẩm mà chồng sẽ mua cho vợ, có những sản phẩm vợ sẽ mua cho chồng, thì thay vì cái sản phẩm đó mình bán cho chồng thì mình phải đi bán cho vợ. Đó là Yes. nó mình phải giống như Vi nói đó, là hiểu khách hàng cần gì và ai là cái người mua cái sản phẩm đó, chứ không phải đơn giản là mình cứ tấn công đúng cái người đó là cái người đó sẽ mua đâu, có thể là mình phải đi theo những cách khác đó. Thì đó là một cái cách để mình có thể tiếp cận đúng cái cách để mình quay xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng. Thì đúng như Vi nói, cái này cái phần này cái câu trả lời nó đang setup nó hơi chưa chính xác, đáng lẽ em phải làm ba cái điều đúng đúng không. Đúng rồi. Nói chung là cái này nó cũng kiểu như là mình cũng phải vừa làm vừa thử rất là nhiều. Có nhiều khi là người ta sẽ phải làm hết cả ba bước, có nhiều khi là chỉ làm một bước thôi là nó ra liền. Nên cũng tùy theo từng. Ok, rồi lại mình sẽ tiếp tục qua câu số 3 ha. Thanh trả lời rất là nhanh, cảm ơn Thanh. Ok, qua câu hỏi kế tiếp. Làm sao để kết nối với khách hàng mà mình không hợp tính? Wow, Wow. điều trả lời đúng hết ha. Rồi, câu hỏi cho câu trả lời đúng là tìm hiểu background của khách, connect với khách trên mạng xã hội. Thực ra cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến cái chủ đề mà cái tên của cái chủ đề của cái webinar hôm nay là giữ khách hàng sao em. Tại vì nhiều người nghĩ là ok, tôi bán hàng thì tôi chỉ thích bán những cái người nào mà phù hợp với mình thôi, kiểu như tính cách dễ chịu đúng không, mình chỉ cần nói một tiếng là họ mua liền. Nhưng mà thực tế cuộc sống nó không hẳn đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ Yeah, đúng rồi. khó đúng không, những cái trường hợp rất là khó thì nếu mà không hợp tính thì Vi xử lý thì sao? Thật ra nhiều khi có những người hợp tính nhưng mà họ cũng phải play cái role là không hợp tính, tại vì khi mà một người khách hàng họ đi tìm hiểu về sản phẩm trên thị trường á thì họ phải gọi là play hard to get, cái việc mình là gì nghĩa là diễn khó một tí để mà mình phải, tại vì thật ra cái mục tiêu của họ đó là họ phải có rất là nhiều option để họ đưa ra được những cái sự so sánh cái nào là nó phù hợp nhất cho cái doanh nghiệp của họ, và sau đó thì họ mới có được những cái valid valid point để mà họ trình bày lên cho sếp, để sếp duyệt là anh ơi anh phải mua cái sản phẩm này nè, anh đừng có mua cái thằng kia, cái thằng này nó ok hơn vì như vậy đấy. Thì mình cần phải tìm hiểu background của khách, mình cần phải connect với khách trên tất cả các channel để biết được là cái họ đang cần là cái gì, đúng không? Có một số các case ví dụ như là khó quá bỏ qua thì nha, nếu mà mình đã cố gắng hết sức và mình vẫn chưa có tìm được ra 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 cái hướng giải quyết á, thì nhiều khi thôi mình cũng chấp nhận là duyên nó chưa tới đi đấy. Nhưng mà trước khi mà mình làm cái đó thì mình nên nhờ sếp hoặc là nhờ manager của mình approach lại với cái người khách đó, tại vì nhiều khi giống như là mình sẽ chưa có đủ kinh nghiệm, hoặc là cái view của mình nó chưa có đủ rộng để mình biết được là với cái công ty này, với người khách hàng này thì mình có thể thử cách B, cách C, cách D thay vì mình chỉ đi cách A thôi. Wow, đúng rồi đó ha. Tức là không phải là mình cứ thấy khó mình bỏ cuộc đâu đúng không? Mình phải luôn luôn tìm cách để mà mình xử lý được cái vấn đề đó. Có một cái này nó làm tiền nhóm bữa tiền mới nghe một cái podcast rất là vui, nó nói là làm sao mà để mình có thể làm được những cái người đối tác khó chịu hay là không có hợp với mình đó, những người không hợp với mình đó. Thì cái bà đó bà đưa được ví dụ rất là thú vị. Bà nói tại vì bà là người nước ngoài cho nên ở văn hóa nước ngoài á, thì khi mà lớn là người ta sẽ dọn ra. Ví dụ như là có thể ở lại với ba ba mẹ thôi chứ không ở với ông bà sẽ ở riêng đó. Thì bà mới nói là nếu như mà những người đó không hợp tính với mình thì coi như cái mối quan hệ đó như là bà cháu với nhau đi, chúng ta đến ta ăn rất là vui vẻ xong ta đi về. Chúng ta không cần phải kết hôn với những người đó đúng không, tại vì đôi khi là mình cứ tìm nghĩ là cái việc mà tính cách thì mỗi người mỗi khác, mình không thể bắt khách hàng giống mình hay là mình giống khách hàng được. Đôi khi khách hàng họ có những cái tính cách riêng của họ, nhưng không hẳn mình phải gọi là bị kẹt vô cái việc đó. Tại vì thật ra đôi khi mình đến với nhau chỉ đơn giản là mình xong cái hợp đồng đó hay là xử lý xong vấn đề đó thì mình sẽ có thể đi tiếp những cái hoạt động khác. Cho nên là nếu mà không phù hợp cái tính cách thì tiền nghĩ là đúng là Vi nói là có thể phải tìm cách để làm sao để coi cái cách nào phù hợp để tiếp cận với họ và làm sao để xử lý nó, chứ không nên là dễ dàng bỏ cuộc. Tại vì chắc chắn trong cuộc đời này không phải ai cũng có giống mình cả, không phải ai cũng hợp tính với mình. Mà nếu mà mình chỉ chọn những cái khách hàng mà hợp tính thôi á thì chỉ sợ là cái đó nó sẽ hạn chế được cái khả năng mình tìm kiếm khách hàng đúng không. Ok, vậy thì mình sẽ qua câu số 4 là cũng là câu cuối cùng ha, và sau đó mình sẽ có cái phần Q&A là mọi người ở đây cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Vi để mình có thể nghe chia sẻ thêm từ Vi, cái kinh nghiệm từ Vi. Ok, chúng ta sẽ qua câu hỏi cuối cùng.
Ta-da, Thanh lại dẫn đầu. Và cuối cùng, nếu mình trẻ quá mà không biết có một tuổi nhiều thì làm sao để chúng ta có sáng tạo được? Hai người trả lời đúng. Nhờ sếp tham gia tư vấn cho khách hàng. Thì Vi thấy câu trả lời này sao? Dạ, thật ra đối với các bạn trẻ bây giờ khi mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm á, somehow là nó sẽ là một cái điểm hơi bất lợi cho mình. Nhưng mà khi mà mình đã đi làm ở một công ty rồi thì mình không phải là cái lone wolf, mình là không phải là con sói một mình, đúng không? Khi mà mình biết được cái người mà mình sẽ gặp, họ ở vị trí nào, background của họ như thế nào, cái kinh nghiệm của họ ra làm sao, thì có một cái ý mà hồi nãy Vi có nói đó với các bạn là mình phải luôn luôn sẵn sàng. Luôn luôn sẵn sàng ở đây trong những cái nội dung mà mình sẽ nói với họ, và mình phải có một cái team sẵn sàng để mà đi với mình. Team chưa sẵn sàng thì lôi ngay luôn ông sếp đi, lôi ngay luôn ông founder đi. Mình sẽ lên mình present cho sếp là anh ơi, em có một cái case này, em đã verify hết tất cả mọi điều và em thấy đây là một cái khách hàng rất rất tiềm năng của công ty mình vì những cái lý do này đây. Thì khi mà những cái lý do của mình nó chính đáng á, thì mình sẽ thuyết phục được sếp. Và sếp khi đi mà sếp đi với mình như vậy, có nghĩa là mình show ra được với cái vị khách hàng đó, đó là mình rất là value cái thời gian của họ, mình rất là value họ là một cái khách hàng tiềm năng của mình. Và lúc đó họ sẽ có rất là nhiều thêm cái sự respect của họ dành cho mình. Và sau một cái first meeting đó thì họ sẽ tin tưởng chính bạn hơn, và những cái meeting sau đó thì không cần phải nhờ sếp đi nữa. Và thông thường đối với Vi á, thì cho dù là mình có nhiều khi là mình cũng có thể handle khách hàng một mình á, nhưng mà nếu mà mình đi khách hàng thì mình cũng nên lôi một số anh bạn kỹ thuật đi, tại vì nếu mà vô hình chung nhiều khi á, kỹ thuật nói chuyện với nhau sẽ tin tưởng hơn là kỹ thuật nói chuyện với sale. Tại vì họ cứ nghĩ là cái đứa sale này nó muốn bán hàng, nó muốn ký được hợp đồng, nên là những cái nó nói thì lúc nào nó cũng sẽ say yes thôi. Nhưng mà có một bạn kỹ thuật đi thì mình sẽ tạo thêm được nhiều cái sự tin tưởng hơn. Này. Một cái ý rất hay, tức là mình phải luôn tìm đồng minh, tìm những người có thể hỗ trợ trong công việc sale của mình, để làm sao mà mình gọi là đẩy mạnh cái khả năng gọi là khách hàng say yes, khách hàng trả lời yes, đúng không? Yes. Đúng rồi, thực ra thì Tuyền nghĩ chắc chắn các bạn trẻ xưa Tuyền cũng vậy thôi, mới ra trường thì mình không có nhiều kinh nghiệm, mình đi mà mình gặp những cái cấp senior hay CEO mình rất là khó, tại vì mình biết là họ có đánh giá cái năng lực của mình hay không. Nhưng mà sau cái kinh nghiệm mà Tuyền làm, Tuyền cũng chia sẻ là thấy là thực ra về mặt gọi là công việc á, những cái khách hàng họ chỉ đơn giản họ muốn là ok, sản phẩm này nó có giá trị hay không, nó có thực sự mang lại cái lợi ích cho cái công ty của họ hay không, hay cái giá trị cho công ty của họ hay không. Thì khi mà mình tìm ra được những cái câu trả lời đó đó bằng cách là mình mời sếp của mình mời những cái đồng nghiệp của mình đi chung để mà trả lời những cái câu hỏi đó, thì chị nghĩ cái khả năng cao là họ vẫn có thể say yes và họ vẫn sẵn sàng làm việc với mình. Thì nghĩ cái đó nó cũng là một cái bài học mà mình phải rút ra thôi. Tại vì ở Việt Nam thì chắc nghi cái tin gọi là cái văn hóa cấp bậc trẻ tuổi với lớn tuổi thì nó cũng còn, cho nên chắc chắn là nó cũng còn đâu đó. Nhưng mà nếu như mình biết được là mình nên gọi là giống như biết người biết ta trong trận trăm thắng, nhưng là mình nên làm gì, hay là rủ rê những ai vô, thì có thể là sẽ giúp được cái công việc sale của mình nó tốt hơn, đúng không? Ok, vậy là cái phần này là cái phần kết thúc, cái phần thứ hai cũng là cái phần gọi là chia sẻ cuối cùng của cái buổi chia sẻ hôm nay. Mình sẽ đi vô cái phần gọi là Q&A, là câu hỏi và trả lời á. Thì mình sẽ dành khoảng 20 phút để cho các bạn mà tham gia cái buổi workshop hay là webinar này có thể đặt câu hỏi cho Vi, hoặc đặt câu hỏi cho cả Vi và mình luôn. Mình cũng có chút kinh nghiệm cũng có thể chia sẻ thêm. Không biết là các bạn ở dưới trong khán phòng của mình có ai đặt câu hỏi không á, hay là bạn có thể unmute để có thể hỏi trực tiếp luôn cũng được. Có ai có câu hỏi không? Vi thấy có một câu hỏi từ bạn Ngọc nè. Ok. Social media liệu có phải là platform quá casual để connect với khách hàng hay không? Theo như kinh nghiệm của chị thì khi nào nên connect trên social media? Thật ra cái này á, nó phải là, chị nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào cái sản phẩm của bạn đang bán á, nó là gì, đối tượng khách hàng của bạn là ai, đúng không? Nếu như mà mình cung cấp một cái giải pháp
nó rất là chuyên nghiệp, ví dụ như Salesforce thì chẳng hạn, thì cái kênh đầu tiên mà mình nên hướng tới đó là kênh LinkedIn, tại vì LinkedIn là nó là một cái professional social channel cho tất cả mọi người. Thì khi mà mình connect họ trên đó là mình connect về công việc. Đối với một số cái channel khác thì Vi nghĩ cái kênh thứ hai nó sẽ là cái kênh Facebook. Facebook nó là một cái kênh mà ví dụ như là khi mà mình đã có một cái level of trust nào đó rồi thì là có thể là người ta sẽ connect với các bạn ở trên 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 Facebook, và từ đó là mình sẽ có biết được là những cái câu chuyện gọi là behind the work life của cái người mà mình muốn connect, và lúc đó là mình sẽ build được những cái relationship bên ngoài cái professionalism của mình nữa. Nếu như mà đối với cái business ví dụ như là đi community của Tuyền đi, thì ngoài cái việc mà LinkedIn, Facebook thì mình phải có những cái cộng đồng mạng xã hội khác nữa đúng không, để mình connect được các bạn. Vì không biết là sinh viên là ngoài Facebook với lại LinkedIn ra thì có thể là các bạn có Instagram, thì các bạn có thể cũng có thể là nó sẽ phù hợp. Cho nên là quay lại cái câu chuyện đó là sản phẩm của bạn đang là cái gì, đối tượng khách hàng của bạn là ai, cái thị trường của bạn mà bạn đang muốn hướng tới đó là cái gì, thì lúc đó bạn sẽ chọn là được một cái social channel phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của Vy, Tiền thấy rất là đúng. Tiền cũng chia sẻ thêm một cái gọi là cái add-on, cái góc nhìn mới nữa thôi. Tức là cảm giác của Tiền là bây giờ người ta sẽ rất là khó tìm kiếm thông tin theo kiểu như là ngày xưa, là kiểu như là word of mouth. Tại vì bây giờ thông tin nó nhiều trên mạng xã hội, người ta cũng lướt Facebook nhiều và lướt LinkedIn nhiều á, thì cái việc mà không chỉ dừng cái việc mà mình kết nối để mình bán hàng đâu, mà Tiền nghĩ cái sức mạnh, cái sự quan trọng của cái việc mình xây dựng cái profile á, cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội nó cũng là một khá quan trọng đó nha. Tại vì thực ra khi mà người ta làm việc với mình, người ta cũng muốn biết mình là một người như thế nào đúng không, liệu mình là một cái người thật sự có uy tín như mình nói không, hay là bạn bè của mình là như thế nào, thì những cái người đó là những cái người quan tâm về xã hội, hay là những người đó chỉ tối ngày chỉ nói những cái chuyện như là kiểu như là showbiz hay gì đó, kiểu kiểu như vậy. Thì thực ra cái đó cũng là một cách nào đó để họ vetting, kiểu như là xem coi mình có đúng như là cái người mà họ muốn làm việc hay không á. Cho nên thì social media nó cũng có nhiều cái giá trị ở góc độ đó, quan trọng là mình biết là mình build cái profile nó như thế nào, và dùng cái kênh nào. Như Livy nói là cái LinkedIn thì nó hơi hướng về câu chuyện chuyên nghiệp về công việc nhiều hơn, còn Facebook thì nó more là dành cho bạn bè, người quen, người thân, có thể là những cái mối quan hệ quen biết kiểu kiểu vậy, thì tôi nghĩ nó cũng khá quan trọng á, bên cạnh những cái việc là mình tìm những cái kênh nó như thế nào. Có một cái câu hỏi từ form Google là làm sao để thống nhất giá dịch vụ. Câu hỏi này khó quá. câu hỏi này là nó sẽ yêu cầu rất là nhiều cái effort từ rất nhiều phòng ban, từ từ founder cho đến kỹ thuật, cho đến người viết sản phẩm, cho đến tài chính kế toán, cho đến nghiên cứu thị trường. Như Vi chia sẻ hồi nãy, giống như là một cái sản phẩm mình đưa ra, làm sao mình biết là cái giá là 99 ngàn thì nó sẽ phù hợp thay vì cái giá 199 ngàn đúng không? Cho nên là nếu mà thực sự bạn đang nghiên cứu về một cái sản phẩm nào đó để của chính bạn để mà đưa ra ngoài thị trường á, thì có thể là mình sẽ mình có thể tìm những cái sản phẩm tương tự ở ngoài thị trường, xem thử là cái giá của họ nó đang như thế nào. Và quan trọng nhất đó là mình phải có được cái tính cạnh tranh, nhưng mà cái tính cạnh tranh của mình không đồng nghĩa là mình sẽ bán hàng cực kỳ rẻ đúng không, tại vì nếu mà rẻ quá thì coi như coi coi đâu là tiền lợi nhuận của bạn nữa. Và mình sẽ xem thử là cái chi phí đầu ra của bạn như thế nào, làm sao để mình có thể cân đối lại. Mình phải lên những cái file budget, những cái về ngân sách, rồi nói chung là nó rất là nhiều thứ để mà bạn có thể gọi là đưa ra được một cái giá nó phù hợp nhất cho thị trường. Không, cái này cho Tiền bổ sung thêm cái câu hỏi này, có thể Tiền hiểu đúng á, là làm sao để thống nhất giá dịch vụ với khách hàng á. À, như là mình giống như là đối với một cái dự án mà mình đi báo giá cho khách hàng đó hả? Làm sao để mình thống nhất cái giá đó, như À. thì Tiền nghĩ giống như thiên hướng kiểu như giống như là negotiation á, thiên chiến. À, ok. Yeah, ok. Thứ nhất là bạn phải biết được là cái budget của khách hàng đang có là cái gì, đúng không? Nếu mà sản phẩm của bạn là 100 đô nhưng mà khách hàng có 10 đô à, thì ok, tốt nhất là mình khuyên khách hàng luôn: em giới thiệu cho anh đây là sản phẩm nằm trong budget của anh,
có thể là nó chưa đáp ứng được 100% như cái sản phẩm của em đang bán, mà nó sẽ đáp ứng được 20% chẳng hạn. Khi nào mà cái business của anh grow đến một cái giai đoạn mà có thể là khi mà em offer 20% discount là còn 80 đô, thì anh có đủ cái túi tiền ở trong đó để mình trả cho cái license, thì lúc đó là mình sẽ cung cấp cái sản phẩm đó. Tại vì quay đi quay lại thì cho dù mình có bán cái gì thì mình cũng không thể nào mà mình bán lỗ, đúng không? Lỗ thì coi như là cái business của mình không có survive được rồi. Cái ý này hay nè. Thực ra tiền kinh nghiệm với tiền đó nha, nếu như mà mình đi bán hàng mà mình tối ngày mình cứ muốn bán đúng sản phẩm của mình đó, thì nó sẽ hơi khó đó. Cho nên đôi khi cái nhu cầu của khách hàng hiện tại họ chưa đến cái mức mà mình có thể bán, thì mình cũng có thể phải linh động là mình bán những cái nhỏ nhất trước, kiểu như là mình bán để làm quen ấy. Rồi bán những để người ta hiểu mình là ai, biết mình là, thậm chí có những cái khách hàng họ mua để thử mình nữa, đúng không? Cho nên là mình cũng phải biết cách là ví dụ như vậy, cái khách hàng bây giờ họ chỉ cần mua 1/10 cái đó thôi cũng sao, nếu mình bán được, đương nhiên mình phải bán được, đúng không? Bán cái nhỏ trước, bán mà cho khách hàng thấy là những cái sản phẩm này nó hay nè, và các bạn làm rất là uy tín này nè, cái kiểu thì từ từ họ sẽ quen và họ sẽ mua thêm, hoặc là phát triển lên họ sẽ mua thêm những cái sản phẩm khác. Đó, thì nghĩ đây là cũng một cái nguyên tắc rất là quan trọng để mọi người lưu ý khi mà đi bán hàng, chứ không phải là mình bán gì là người ta phải mua cái đó đâu. Chính xác. Thật ra thì là mình bán một cái mà mình recommend một cái sản phẩm đối thủ hay là một cái sản phẩm khác cho khách hàng của mình á, nhiều khách hàng họ sẽ rất là tôn trọng và đánh giá cao về 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 cái điều đó, tại vì nó sẽ show ra được là bạn hiểu khách hàng, cái business của khách hàng của họ ready đến độ nào, và lúc đó là bạn sẽ có được một cái sự tin tưởng khác, một cái view khác từ từ phía khách hàng dành cho cái kỹ năng của bạn. Ok. Câu hỏi thứ hai là làm sao để đáp ứng nhu cầu khác nhau cho một số lượng khách hàng lớn khi việc nắm thông tin về nhu cầu và việc đáp ứng nhu cầu đó với nguồn tài nguyên có hạn. Tức là câu hỏi này là giống như làm sao để mà đáp ứng được nhu cầu khác nhau cho một cái số lượng khách hàng rất là khác nhau, lớn nhưng mà nguồn tài nguyên lại rất có hạn. Quay đi quay lại nó sẽ là nguồn tài nguyên của bạn có đến đâu và bạn phải ưu tiên cho cái nhóm đối tượng nào. Đúng không? Ví dụ như là có rất là nhiều khách hàng để cho bạn chọn. Nhưng mà nếu mà bạn chọn hết tất cả các khách hàng đó và bạn không đáp ứng được đúng như cái yêu cầu, cái mong đợi của khách hàng, thì vô hình chung nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự tin tưởng của khách hàng cho bạn. Và cái brand cũng như cái reputation và cái chất lượng về dịch vụ của sản phẩm của bạn với khách hàng nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Và từ những cái khách hàng đó, họ sẽ không recommend những cái khách hàng khác, hoặc là sau một thời gian thì họ sẽ tìm những cái sản phẩm thay thế để mà replace đi cái dịch vụ của bạn. Ai thì cũng muốn có nhiều khách hàng, cũng muốn có nhiều tiền, đúng không? Nhưng mà mình nên lượng trước được là cái khả năng và cái kỹ năng của mình đến đâu. Mình đừng ôm đồm quá. Nhiều khi ông cha mình nói là giống như tham thì thâm á, đúng không? Nên là mình đừng cố gắng tham quá, mình thà mình làm tốt cho 10 khách hàng và 10 khách hàng đó recommend 10 khách hàng khác cho bạn, đỡ hơn là mình làm cho 100 khách hàng nhưng mà chất lượng nó lại không đi đến đâu. Đúng rồi đó, đồng ý. Ok, cái hỏi cái tiếp là làm sao để gợi được nhu cầu của khách hàng, tức là có thể khách hàng chưa biết được cái nhu cầu đó nhưng mà mình gợi được cái nhu cầu đó của khách hàng. Bạn có thể bắt đầu với câu hỏi đó là anh ơi, hàng ngày anh đi làm á, thì cái gì nó là cái nỗi đau lớn nhất của anh, đúng không? Ví dụ như là một anh sếp đi làm, cái việc mà mệt mỏi nhất cho ảnh đó là phải quản lý công việc của tất cả các bạn nhân viên. Ví dụ là bạn này là ngày hôm nay có 10 cái task, anh phải follow rất là kỹ là 10 cái task của bạn đó là trạng thái bạn làm đến đâu rồi, khi nào làm xong rồi, bạn đã gửi email đi hay chưa, hay là bạn đã gửi báo giá cho khách hàng hay chưa. Thì khi mà mình có thể bắt đầu với lại một cái câu hỏi đó để mà họ sharing ra được là anh đang có cái issue như thế này, sếp của anh đang có cái issue như thế này, thì từ những cái sharing đó là bạn sẽ có thể hình dung được là họ đang cần cái sản phẩm gì để hỗ trợ giải quyết được cái nỗi đau đó cho họ. Hay ha, rất là được, câu hỏi đúng nó sẽ rất là quan trọng ha. Có một cái câu hỏi mà Duy đang gửi trong cái group chat, cái chat box của mình đó, là cho em hỏi khi mình tiếp cận customer trên social nhưng profile mình còn non trẻ và customer mình là C-level, thì làm sao để có thể tiếp cận và connect với họ ạ? Thường họ sẽ khá bận rộn và có xu hướng shortlist profile người nói chuyện với họ.
Câu hỏi này thì Vi sẽ trả lời thẳng luôn á, là nếu mà profile của mình đang còn junior và mình chưa đủ cái level thì tốt nhất mình nên hold lại cái thời điểm mình connect với C-level, ví dụ là vào 6 tháng sau hay là vào 1 năm sau. Cái profile social của các bạn nó sẽ rất là quan trọng trong cái câu chuyện là không chỉ về mặt tuyển dụng như hồi nãy là Tuyền có chia sẻ đâu, mà người khách hàng họ sẽ vào họ review là bạn hay chia sẻ những thông tin gì, background của bạn là gì, sản phẩm của bạn đưa ra giống như là bạn chỉ post một cái bài link lên thôi, hay là bạn sẽ có những cái comment, có những cái status ngắn gọn. Thì những cái nhớ nếu như bạn chưa có một cái profile mà đủ để mà tạo được một cái sự tin tưởng đầu tiên, gọi là cái first impression đầu tiên đối với C-level, thì Vi khuyên là các bạn hãy từ từ mình hold lại một tí, mình nên đi vào và hàng ngày mình nên sharing, mình actively mình sharing những cái bài, ví dụ mình chưa có content thì mình có thể share những cái content từ đi community về về mảng doanh nghiệp xã hội, nếu như mà các bạn làm trong cái lĩnh vực NPO đúng không, nhưng mà nếu các bạn làm trong lĩnh vực commercial thì các bạn có thể share những cái report từ phía các công ty lớn như là KPMG, ABCD gì đó. Thì từ từ á, là mình khi mình build được cái profile của mình lên, và đối với sale nha, khi mà bạn làm sale thì bạn bạn như là bạn bạn có cơ hội bạn gặp được những người influencer trong cái ngành mà bạn đang làm việc á, thì nên xin chụp tấm hình. À, hôm nay là tôi đi gặp ông này, nghe được câu chuyện này. Thì khi mà bạn tiếp cận như vậy là cái profile của bạn nó sẽ strong hơn. Và cái công việc đó là cái công việc mà bạn phải làm hàng ngày, bạn làm thường xuyên. Chứ nếu mà bạn chỉ làm một thời gian mà bạn ngừng thì nó sẽ không có valid. Ừ, lời khuyên rất là hay ha, thực tế luôn á. Ok, có một cái câu hỏi kế tiếp nó cũng liên quan với cái chủ đề hôm nay là làm sao để giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Câu hỏi hay, làm sao để giữ mối quan hệ với khách hàng đúng không? Khi mà mình đã bán một cái sản phẩm cho khách hàng rồi thì mình phải có những cái gọi là frequent conversation với khách, những cái câu chuyện thường xuyên đúng không? Không phải là hàng ngày nhưng mà có thể là hàng tháng. Anh ơi, dạo này anh dùng sản phẩm của em như thế nào rồi? Nó có những cái issue gì hay không? Hay là sắp tới hình như em có nghe là anh chuẩn bị tuyển một bạn marketing vào, thì anh tính là sẽ gọi là cấu hình lại cái sản phẩm của mình cho bạn marketing nó dùng như thế nào, anh có cần em hỗ trợ hay không? Sắp tới nghe bảo là đâu đó được đầu tư đúng không, thì venture capital vô, thì là anh có muốn mình cùng làm một cái bài co-branding để mà giới thiệu là à, công ty của mình mới được đầu tư, công ty của mình mới được expand. Thì có rất là nhiều cái để mà mình có thể làm với khách hàng. Các bạn nên có một cái mindset, đó là khi mà mình bán một sản phẩm cho khách hàng, nó không chỉ là một cái sản phẩm mà các bạn nên là giống như là cái người đại diện của khách hàng đó, từ câu chuyện là mình có thể cross sell cái sản phẩm của khách hàng cho khách hàng khác của mình có thể giúp cho họ xây dựng cái thương hiệu của họ lên một cái platform nào đó, mà bạn giống như có thể là bạn là influencer, bạn là một sinh viên rất là nổi tiếng trong trường của bạn, và bạn giới thiệu cái sản phẩm của công ty này vào trong cái platform để giới thiệu với lại các bạn sinh viên khác, thì vô hình chung nó sẽ có được nhiều cái value và khách hàng họ sẽ ở với bạn lâu hơn, và bạn sẽ duy trì được cái mối quan hệ với họ tốt hơn. Thực ra thì nó cũng quay lại những cái keyword nãy giờ mình nói, là cái việc làm sao để mình luôn phải nghĩ cái việc là mình phải mang giá trị gì cho khách hàng của mình đúng không? Bởi vì một khi mình luôn có cái tư duy đó thì tự nhiên khách hàng họ sẽ nhận ra và họ thấy được là một cái người bán hàng cho mình họ luôn, hay là đối tác này họ luôn nghĩ về cái giá, những cái gì có lợi cho công ty hay tổ chức của tôi hay cho bản thân tôi. Thì nó giống có cái câu gọi là ông bà mình nói là có qua có lại á. Nó là thật sự, tức là khi mà mình nhận được một sự giúp đỡ một ai đó thì mình luôn muốn có cái xu hướng là mình muốn giúp người đó ngược lại đúng không? Thì cái việc mà mình phải chủ động cái việc làm sao để mang lại giá trị cho khách hàng của mình đây, làm sao để khách hàng mình có thể phát triển đây, từ vì khách hàng phát triển thì mình cũng phát triển đúng không? Khách hàng phát triển thì họ có nhiều tiền họ mua cái sản phẩm của mình tiếp tục đó. Thì mình nghĩ là cái đó là một cái phần về cái góc độ tư duy về cái việc làm sao là mang lại giá trị của khách hàng, luôn luôn phải nghĩ thì làm sao để tôi mang giá trị khách hàng đây, làm sao khách hàng tôi có thể tốt hơn đây. Thì cái việc đó nó cũng giúp cho cái việc quan trị duy trì mối quan hệ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái câu hỏi kế tiếp là có của Thanh có hỏi là có bất kỳ dấu hiệu nào để mình nhận thấy rằng mình nên tiếp tục hay chấp nhận từ bỏ khách hàng này để tìm một khách hàng khác không ạ? Tức là chúng ta có liệu có buông tay hay không? Thật ra nha, nếu như mà cái khi contact contact của các bạn đối với ở công ty đó bạn không liên lạc được á,
Thì cái lời khuyên đầu tiên Vi đưa ra đó là đừng bỏ cuộc ngay lúc đó, mà mình phải tìm những cái contact khác, đúng không? Tại vì trong một công ty á, nếu như mà nếu mà lúc đó là bạn liên lạc với ông founder mà không liên lạc với ông founder thì nếu mà có ông chủ tịch thì mình tìm luôn ông chủ tịch. Nhưng mà thông thường các anh founder hoặc là các anh chủ tịch anh sẽ assign cho các bạn, ví dụ trưởng phòng hoặc là bộ phận khác đi đánh giá sản phẩm. Thì khi mà mình không liên lạc được với họ, trước khi mình bỏ cuộc thì mình nên tìm những cái cách mình liên lạc với những người khác trong công ty đó đã. Đến khi mà họ trả lời officially với bạn là sản phẩm này nó không phù hợp, tôi thấy sản phẩm này nó chưa đủ tính năng, hay là sản phẩm nó phù hợp nhưng mà hiện tại thì budget chưa có. Thì khi mà họ có những câu official, gọi là cái câu trả lời chính thức đó, thì có thể là mình tạm chấp nhận đi ha, để mình give up. Còn nếu như thật sự là nó ngoài đấy nó cũng sẽ tùy cái sản phẩm nữa, ví dụ như là đối với một cái số các sản phẩm software mà Vi đang cung cấp thì cái sales cycle đâu đó là nó sẽ dao động từ khoảng 3 tuần đến một tháng, hoặc là những cái nhóm khách hàng mà nó enterprise hơn, nó bự hơn thì cái sales cycle nó có thể đi từ 3 tháng, 6 tháng đến một năm. Cho nên là nếu mà mình hỏi về cái thời gian chính xác nhất là khi nào thì mình nên dừng lại, nó cũng khó. Tại vì mỗi khách hàng là mỗi nhu cầu khác nhau, mỗi cái size khác nhau, mỗi cái pain point khác nhau. Nhiều khi bây giờ họ từ chối nhưng mà tự dưng 3 tháng sau họ 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 có một cái gì đó họ realize là à, sản phẩm mình mới là cái sản phẩm đích thực mà họ nên sử dụng, thì họ sẽ come back lại với mình. Nhưng mà quan trọng nhất á, là mình phải verify đúng được thông tin, mình phải bảo luận được bảo vệ được cái argument của mình á là đúng, thì lúc đó mình mới có đủ đủ một cái strong point để mình giải thích là tại sao mình nên dừng hay là mình nên tiếp tục. Tiền thấy cái ý mà Vi nói khá thú vị và tiền nghĩ nó cũng quan trọng đó, là về cái phần cái thời điểm mà một cái sản phẩm có thể bán được là bao lâu, đúng không? Tại vì đôi khi cái công việc của mình là bán hàng mà cái sản phẩm của mình có thể nó sẽ mất thời gian để bán gì 2 tháng 3 tháng, mà mới 1 tháng mình nản rồi thì chắc chắn mình sẽ fail rất là dễ, thường là mình sẽ bỏ cuộc tại vì mình cảm thấy là ồ sao lâu quá. Nhưng mà thật sự giống như Vi nói là đôi khi cái sản phẩm nó phải cần đến 2 3 tháng rồi mới bán được Yeah, nó, đúng cho rồi. nên phải hiểu được là cái sản phẩm này nó khó bán hay dễ bán, mất bao lâu, trung bình mất bao lâu để bán cái sản phẩm đó, đúng không? Để mà biết là để cần mất bao nhiêu thời gian để làm cái việc đó, chứ không phải tự nhiên mới bán 2 ngày đã bỏ cuộc rồi thì chắc chắn sẽ rất là khó để thành công. Ok, wow, ok, một cái chia sẻ rất là hay. Mình do thời gian cũng đã hết rồi cho nên mình sẽ kết thúc cái phần Q&A và để mình đi vào cái phần cuối cùng của cái buổi chia sẻ hôm nay. Thì chắc trước tiên là chắc cảm ơn Vi rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ cái trải nghiệm của mình về cái công việc quản lý quan hệ khách hàng này với các bạn ngày hôm nay và Deal Community. Thì thực ra thì trong cái tinh thần của Deal Community thì mọi người có đọc sứ mệnh thì mọi người cũng biết là giống như tiền có chia sẻ ban đầu á, là công việc gì cũng vậy, nó cũng phải mang lại cái giá trị gì cho người khác. Và nếu mình tìm ra được cái công việc hay cái con đường sự nghiệp nào mà mình cảm thấy có, gọi là thứ nhất là mình cảm thấy mình vui vì mình thích nó và mình cảm thấy mình có thể đi với nó lâu dài, hoặc là mình có thể đầu tư thời gian cho nó rất là nhiều tại vì mình thấy nó có ý nghĩa với bản thân của mình, thì tiền nghĩ cái đó nó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình có thể đi lâu dài với cái con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra thì để mà có thể đóng góp một cách nó tốt hơn thì tiền nghĩ là nếu mà mình thật sự giỏi trong cái công việc của mình làm thì tiền nghĩ xu hướng là chúng ta sẽ đóng góp được nhiều hơn. Tại vì mình ưa nghe cái câu là mình lo được cho mình thì mình sẽ lo được rất là nhiều cho người khác. Cho nên cái công việc tiền nghĩ là cái công việc sale, công việc quản lý quan hệ khách hàng, chúng ta đã nói rất là nhiều về những cái kỹ năng, nói được rất là nhiều về những cái gọi là cái giá trị của nó trong cái công việc này. Nhưng mà tiền nghĩ là cái quan trọng nhất là cuối cùng là chúng ta phải biết là nó thật sự có cả, nó có phải là cái công việc mà chúng ta thật sự thích hay không, vì chúng ta cảm thấy nó phù hợp với mình hay không. Như Vi nói trước đây, Vi cảm thấy là làm việc ở trong cái máy tính thì nó không có gọi là sướng như là cái công việc làm việc với khách hàng, đúng không? Thì cái đó là những cái sướng, đó là những cái mà dấu hiệu cho mình thấy là mình có phù hợp hay không và mình có thật sự muốn đeo đuổi cái công việc này lâu dài hay không. Đó, thì nghĩ cái đó là cái mà mọi người nên lưu ý. Và từ việc mà chúng ta có được cái công việc mình thích như vậy, mình sẽ đóng góp được rất là nhiều cho xã hội. Tại vì bản thân mình luôn cố gắng để đóng góp, cố gắng để mang giá trị từ cái công việc đó của mình.
Thì đây là cái thông điệp cuối cùng mà mình muốn gửi gắm qua cái buổi chia sẻ hôm nay. Nhưng mà cái cuối cùng thì mình cũng hy vọng là những cái bạn hôm nay có thể scan cái bản cái QR code để làm cái khảo sát nho nhỏ cho buổi chia sẻ hôm nay cho DOC, để mà ban tổ chức biết là hôm nay mọi người có gặt hái được gì hay không, hay không hiểu được gì cả, hay là không có thấy giá trị gì cả, để mà có thể cải thiện cho những cái chương trình lần sau. Ngoài ra thì cũng muốn giới thiệu nhanh đến mọi người là DOC cũng có một cái Facebook group nó mang tên là Nghề nghiệp hay nghiệp nghề, thì nó cũng quay quanh cái câu chuyện là cái công việc này nó chọn mình hay mình chọn cái công việc này, và thật sự cái công việc này nó có kinh khủng như mình nghĩ hay không, hay thật ra là nó chỉ là một hành trình hay thôi. Thì vô những cái group, nếu mà mọi người vào cái group này thì mọi người sẽ nghe được chia sẻ của nhiều người liên quan về cái câu chuyện làm sao để tìm được cái công việc mà mình cảm thấy vui, hạnh phúc và mình có thể đóng góp cho xã hội. Thì đây là một cái diễn đàn, một cái forum mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau, kết nối với nhau, và hy vọng trong tương lai Dear Community có thể tiếp tục để mang đến cho mọi người những cái chương trình thú vị như thế này. Thực ra thì cũng bực mí luôn là ngày 27 tháng 4 sắp tới thì DOC cũng có một cái workshop cũng liên quan về cái công việc business development hay là account này, và là tập huấn luôn. Tập huấn ở đây tức là mình sẽ gặp offline nha, và mình sẽ chia nhóm ra để thực hành luôn. Thì cái người trainer cũng rất là hay, là cái bạn đó là tên là mọi người ưa biết đến bạn là tên là Mel Talk, là một cái podcast cũng khá nổi tiếng. Họ là cái podcast mang tên những câu chuyện làm ngành, mà nếu mọi người làm về ngành sáng tạo thì chắc sẽ biết. Thì hôm đó Mel sẽ là trainer để train cho các bạn về cái cách làm sao để thứ nhất là build, thứ nhất là xây dựng cái năng lực về, thứ nhất là mình hiểu được cái công việc account đó là cái gì, thứ hai á là làm sao để xây dựng cái khả năng teamwork, và làm sao để cái khả năng lắng nghe khách hàng, để lấy cái nội dung briefing của khách hàng một cách nó chính xác để mình có thể về brief lại cho team của mình. Thì đây là cái công việc account hay là thậm chí business development hay là sale cũng làm thôi, là mình luôn luôn phải đi làm cái cầu nối giữa bên ngoài và bên trong đó. Nên là làm sao có những cái kỹ năng đó, thì nếu mà mọi người quan tâm để đào sâu hơn về cái kỹ năng này của mình thì có thể đăng ký cái workshop, và hay là theo dõi cái trang Facebook của Deal Community thì có thể theo biết được cái thông tin về cái workshop này ha, và đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành buổi tối hôm nay. Cảm ơn Vi, cảm ơn các bạn đã dành một tiếng rưỡi với Deal Community để tham gia cái buổi webinar này. Hy vọng là sau cái buổi này chúng ta sẽ nghe được ít cái từ "ủa em" hơn, và chúng ta bắt đầu thực hành nhiều hơn, và chúng ta bắt đầu tạo ra những cái giá trị nhiều hơn, đúng không? Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi tối rất là vui và an lành. Yeah, rất là cảm ơn Tuyền, cảm ơn The Community, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi nghe Vi chia sẻ nhé. Rất là thật ra là cũng chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cái công việc nghề nghiệp của mình, whatever you are, ha, whatever you do. Cảm ơn Vi.